Đấy, bắt đầu thầy ghi lại cuộc họp rồi. Chúng ta chủ Có động. tôi sẽ Tôi cảm ơn em. Đấy, chúng ta chủ động vào sớm 1-2 phút. Đấy, trong nội dung buổi học hôm nay chúng ta sẽ giải quyết hai vấn đề. Vấn đề số 1 là chúng ta giải quyết tiếp cái phần lý thuyết mà chúng ta đã học rõ. Buổi hôm trước là buổi mà chúng ta cũng vất vả trong việc học lý thuyết. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ giải quyết một số các bài tập trong cái chương cơ lượng tử này. Có những bài mới và có những bài cũ mà trước đó chúng ta đã được làm rồi và bây giờ chúng ta sẽ tăng cường thêm thôi. Chiến kiểm tra cho thầy xong là trong cái phần tệp ấy, thầy gửi cái bài tập chương 3 các em đã nhận được chưa? có rồi thầy ạ. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Rồi, thế vậy là chúng ta chủ động, chúng ta đao về nhé. Chủ động đao về để chúng ta hoàn thành cái bài này là tốt nhất có thể. Cuối buổi hôm nay chúng ta sẽ chữa cái phần này nhé. Rồi, đợi các bạn một chút xíu nữa. Rồi, xin mời chúng ta bật camera lên để chúng ta bắt đầu cái buổi học hôm nay nhé. Chiến ơi, chuẩn bị danh sách kiểm tra, điểm danh giúp thầy trong cái buổi này nhé, Chiến nhé. Dạ vâng. Rồi. Em để danh luôn nhé thầy nhé. Chỗ Chiến đang mưa to hay sao? Chỗ Chiến đang mưa to hay Dạ sao mà vâng, lại em đang mưa thấy ồn thế to. nhỉ? Vâng, chưa mưa to. Em đang ở ở đâu? Em đang ở đâu nhỉ? Hải Phòng à? Em ở Vĩnh Phúc ạ. Vĩnh Phúc ạ. Phúc. Rồi, thầy nghe rồi. Hà Nội thì vừa rồi cũng có một trận mưa to, chỗ khu vực thầy ở Linh Đàm có một trận mưa to lắm. Dạ vâng, chắc các bạn chuẩn bị bên nhé nó để kéo bạn xuống, chiến mặt kéo lên để đây. danh chứ thầy. Cái gì em nhỉ? Rồi bắt đầu đi ạ, các em nhớ là ai bạn ấy gọi đến ai thì các em báo cáo có nhé. Thầy thấy sáng đèn nên thầy cần xem luôn. Rồi xin mời em điểm danh nhé. Chú Đức Anh. Có.
Nguyễn Đình Hoàng Anh. Có. Nguyễn Hoàng Anh. Có. Trần Tuấn Anh. Có. Vũ Ngọc Anh. Có. Nguyễn Hoàng Hải Âu. Có. Nguyễn Quang Bá. Có. Trần Mạnh Cường. Có. Nguyễn Thế Dân. Có. Nguyễn Văn Dũng. Có. Nguyễn Đức Duy. Có. Hoàng Xuân Dương. Có. Nguyễn Tiến Đạt. Có. Trần Tuấn Đạt. Có. Nguyễn Đình Đức. Có. Nguyễn Mạnh Đức. Có. Tạ Xuân Hải. Có. Trần Văn Hào. Trần Văn Hào. Phan Ngọc Hiển. Có. Nguyễn Khắc Hiếu. Có. Trần Trung Hiếu. Có. Nguyễn Thị Hoa. Có. Nguyễn Thị Hoa. Trần Trung Hoàng. Có. Có. Trần Trung Hoàng. Có. Trần Thị Hồng. Trần Thị Hồng. Đinh Trọng Hùng. Có. Trần Mạnh Hùng. Có. Nguyễn Quang Huy. Có. Trần Quang Hưng. Có. Bùi Thị Hương. Có. Nguyễn Nam Khánh. Có. Nguyễn Nam Khánh. Có. Đỗ Thị Phương Lan. Có. Phương Lan. Có. Nguyễn Quang Linh. Có. Nguyễn Khuất Duy Long. Có. Nguyễn Thế Long. Có. Nguyễn Vũ Hoàng Long. Có. Nguyễn Văn Minh. Có. Trần Công Minh. Có. Nguyễn Hoàng Lam. Có. Trần Duy Lam. Trần Duy Lam. Vũ Quốc Phi. Có. Có. Bùi Minh Phúc. Có. Nguyễn Duy Quân. Nguyễn Duy Quân. Vũ Duy Quân. Có. Vũ Duy Quân có. Đỗ Danh Quyền. Có. Lê Ngọc Quỳnh. Có. Không có Minh Quân à? Chiến ơi. Vũ Trường Sơn. Có thấy Minh Quân rồi. À, ok nhá. Vừa đọc Minh Quân rồi.
Mai Văn Tài. Có. Phạm Thanh Tâm. Đặng Kim Thắng. Có. Trần Văn Thiệp. Có. Phạm Minh Thư. Có. Đỗ Văn Tiến. Có. Có. Đặng Đình Toàn. Có. Bùi Thị Quỳnh Trang. Có. Khương Trọng Trinh. Có. Trần Quốc Trung. Có. Bùi Văn Trường. Có. Phạm Anh Tú. Có. Cao Văn Văn. Có. Triệu Đức Vinh. Có. Hoàng Hải Yến. Có. Rồi, em thưa thầy em xong rồi ạ. Ok. Rồi ok, cảm ơn Chiến. Em báo cáo sang lớp mình có vắng bạn nào ạ? Hai bạn, đấy là hai bạn. Em thưa thầy là bạn Trần Văn Hào. Trần Văn Hào và Trần Duy Lam, không biết hai bạn ra ở đây chưa? Trần Văn Hào và gì ạ? Trần Văn Hào và Trần Duy Lam. Trần Duy Lam ạ. Trần Duy Nam. Rồi. Rồi ok. Rồi cảm ơn em. Cái số của chúng ta hôm nay là 60 đúng không? 60/62. Dạ vâng. Em cũng ghi lại và giúp thầy nhé. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn Chiến. Dạ vâng. Hình như hôm nay trong quá trình điểm danh nhé. Rồi cảm ơn. Tốc độ mạng nó có vẻ kém quá nhỉ? Không biết là phía thầy thế hay là phía các em có thế không ạ? Phía các bạn có thế không? Tránh tình trạng mà xung đột đấy thì các em vào phần chat giúp thầy xem nào. Ở đây thầy đọc này. Cái gì mà đứt cắp quang thế này? Thưa thầy nhà em mưa to mạng lag quá. Thế Hồng đã điểm danh được chưa? Hồng. Ông ơi đã điểm danh được chưa? Alo. Alo, các em nghe rõ không thầy nói không nhỉ? Các bạn có nghe rõ không ạ? Có. Thầy bị mất tiếng à? Có nghe đúng không? Thế là tốt rồi. Vì hình như hôm nay có vấn đề gì đó. Có một số bạn bị lát cái này. Đấy, một số bạn đang bị lát. Có bạn thì bảo là đứt cắp quang thầy ạ. Ừ như là thế vào Việt Nam công bố là đứt hai cắp quang à. Cứ đến lúc quan trọng thì đứt. Đúng không? Đấy, cứ đến lúc quan trọng. Online thì bây giờ là tất cả mọi việc đều phải chuyển lên online. Thế mà lại đứt cắp quang. Thế là không ổn rồi. Đúng không? Rồi ok. Ra đi giúp thầy nhé, để thầy chia sẻ cái nội dung bài học. Tức lại là hôm trước thầy kiểm tra được một số bạn chưa ghi hết này, hoặc là ghi chưa đầy đủ này. Thì các bạn khác cố gắng là ghi đầy đủ nhé. Để đột xuất là thầy yêu cầu là kiểm tra vào trong các cái buổi học trước chẳng hạn thì phải có, đúng không? Rồi chúng ta tạm thời tắt cam đi để thầy chia sẻ cái file cho nó rõ nhé các bạn. Chia sẻ file chưa? Chín kiểm tra thầy xem thầy đã chia sẻ file chưa? Em chưa thấy ạ. À được rồi. Nó hơi chậm đấy. Nó hơi chậm. Bây giờ mới lên thầy ạ. Được rồi. Tốt rồi. Đấy. Thì hôm trước là chúng ta đã học đến hết các cái định luật quang điện chưa? Bài 1, bài 2, bài 3.1, 3.2 là xong rồi này. 3.3 là chúng ta đã học hiệu ứng quang điện. Phương trình Einstein, các định luật quang điện mà cũng đã giải thích rồi. Ở vấn đề số 4 là động năng ban đầu cực đại cũng đã giải thích rồi. À rồi, đấy, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu sang cái mới đây.
nhá. Bắt đầu sang cái mới. À, các em kiểm tra, chính kiểm tra thầy xem là cái file thầy phóng to các em nhìn thấy chưa? Alo ạ. Rồi thầy ạ, thấy rõ rồi ạ. Rồi, cảm ơn. Để tránh tình trạng như là hôm qua, buổi hôm qua ở lớp kia mà thầy dạy. Đến 15 phút rồi có bạn mới phản hồi cho thầy. Hôm qua không hiểu lý do tại sao mà nó không lên được. Thì chắc là cũng là do cái hiện tượng đứt cáp quang chăng? Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung tiếp theo, đó là cái phần 4 của bài 3. Đó là động học, động lực học phổ thông. Trước là chúng ta nghiên cứu tính chất sóng của hiện tượng giao thoa nhiễu xạ khúc xạ. Và khởi đầu của cái chương số 3 này, bắt đầu từ chương số 3 để trở đi, chúng ta thường nghiên cứu tính chất hạt nhiều hơn, các phần liên quan đến photon hay lượng tử, thì các cái khái niệm đấy nó các cái từ ngữ đấy nó xuất hiện rất nhiều trong nội dung các phần sau này. Học photon nghĩa là giật giật đấy thầy ạ, chẳng nghe rõ gì cả. Thầy đứng hình luôn này. Tương tự như thế này. Thầy ơi, không nghe đến gì. Vâng, là mình nhớ. Nghe giật thầy ạ. Một là cái năng lượng. Em còn nghe rõ không? Giật giật đấy, chẳng nghe đến gì đâu ạ. Không nghe được thầy ạ. Đứng hình luôn. Vẻ như đang có những mạng gì thì các em cũng phải thông cảm nhé, nhưng mà chắc cũng ổn thôi. Để tắt cái lại chưa. Alo, xin chào tất cả, qua có chưa? Nghe rồi. Còn này thế thì... Rồi. Để tiếp tục này, chúng ta phải nhớ lại một số các công thức của phần cơ cũng như các đại lượng về năng lượng. Cái đầu tiên theo cái thuyết photon của Einstein, đầu tiên này thì năng lượng nó là gián đoạn và bằng số nguyên lần của năng lượng nguyên tử của một hạt, đó là epsilon bằng hv cong hoặc là bằng hc trên lambda. Tiếp theo ở trong chương số 5 phần cơ, là cái phần mà trong phần cơ mà thầy dạy, nhưng mà ở đấy là thầy cho các em tự đọc. Và trong chương 5 ấy, là tuyết tương đối của Einstein. Năng lượng nó sẽ bằng mc bình phương. Thì hai cái vế này đều là năng lượng của một photon. Em cho hai cái vế này bằng nhau giúp thầy. Cho hai cái vế này bằng nhau. Chúng ta sẽ được m bằng epsilon chia c bình. Thay epsilon bằng hv cong thì được hv cong trên c bình, v thì bằng c trên lambda, nên chúng ta sẽ được là h chia c lambda. Vậy khối lượng của một photon nó sẽ chỉ phụ thuộc vào bước sóng của photon đó. Khối lượng của một bước sóng lại nhỏ, lượng nhỏ thì bước sóng lớn, chính là công thức số 19. Mặt khác, khi photon chuyển động, thì nó có một khối lượng gọi là khối lượng m. Còn m không gọi là khối lượng nghỉ. Khối lượng nghỉ của photon. Còn đây là khối lượng chuyển động. Khối lượng mà nó chuyển động. Sẽ bằng m không chia căn bằng 2 của 1 trừ v bình trên c bình. Ở chỗ này thì các cái ký hiệu nó hơi bị rối một chút. Thì các em để ý này. Cái này thì lại là tần số. Trong giáo trình cũng hơi bị rối như này. Cái đấy thì là tần số. Nhưng cái này thì lại là vận tốc. Đấy. Các em phải phân biệt cái điều đấy. Vậy từ đây em sẽ suy ra M0 sẽ bằng M nhân căn 2 của 1 trừ V. V đây là V nhé. Đây là V này. Bình chia C bình. Thế nghĩa là khối lượng nghỉ của nó
bóng photon thì lại phụ thuộc vận tốc của nó. Vậy vận tốc khi mà v mà bằng không thì cái này bằng không, cả cụm này không, cả cụm này bằng không thì m sẽ gì ạ? Khối lượng nghỉ của photon sẽ bằng không. Vậy khi v mà bằng bằng không thì khối lượng nghỉ m không số ánh. Như vậy em thấy là đối với một photon mà chuyển động với vận tốc đúng bằng vận tốc của không thì khối lượng của nó lại bằng không. Thì đây photon có khối lượng nghỉ bằng không. Được chưa? Và đối với cả lượng tần động lượng, động lượng P bằng MV V cong chia C. Được chưa? Vậy từ đây chúng ta kết hợp với công thức số 19. Kết hợp với công thức số 19. Chúng ta tìm được mối liên hệ giữa động lượng của photon. Tìm được mối liên hệ giữa động lượng và bước sóng của photon. Alo, em còn nghe không ạ? Em còn nghe và nhìn thấy hết slide chưa? Thỉnh thoảng giật lắm rồi ạ. Alo. Hôm nay các em thỉnh thoảng, nếu mà tốc độ mạng nó không ổn thì phải thỉnh thoảng phản hồi lại thầy nhé. Chứ không lại đồng thoại hơn mình. À, nếu như mạng mà có sự cố gì thì các em cũng phản hồi luôn. Chúng ta có nghe và nhìn thấy hết slide chưa? Có, bây giờ được rồi ạ. Nãy thầy cứ giật giật ạ. Ôi chết rồi, nay này hỏng rồi. Sao nó cứ bung ra thế này nhỉ? Em không nghe được. Ừ đấy các bạn, giật quá thế ạ. Ừ. Rồi, hỏng rồi, thế này từ từ. Úi dồi, nhìn nó giật, nhìn nó trông rất buồn cười. Quá. Rồi, thế đợi chút. Thế bảo sao tự dưng hôm qua thầy dạy luôn. Thế nhưng mà lại một lúc sau thì lại bị nó bị giật quá. Đợi thầy hiệu chỉnh lại một tí nhé. Hiệu chỉnh lại một tí để xem cụ thể nó như thế nào. Chỉnh lại một chút. Ây chà. Các bạn ơi, các bạn kiểm tra hộ thầy xem bây giờ đã nghe rõ chưa? Alo. Rõ rồi. Bây giờ nghe rõ chưa? Bây giờ thầy. Rồi, cảm ơn. Vừa rồi chắc là nó bị làm sao ấy. Đấy, bây giờ thầy cắm cái mạng dây vào rồi. Vừa rồi chơi wifi, bây giờ chơi dây vậy. Cho nó khỏe hơn vậy. Đấy, cho nó khỏe hơn thì xem nó có ổn không. Nhá. Biết là có thay đổi được không? Tùy lúc ấy. Rất là buồn cười nó, tùy lúc cơ. Rồi thầy đã chiếu hết cái slide vừa rồi là chính là cái phần số 4 là động lực học photon. Thì đang nói đến mối liên hệ để chúng ta áp dụng cái năng lượng của photon và thuyết tương đối của Einstein và kết hợp với động lượng của photon thì suy ra được công thức 20. Em nhìn thấy công thức số 20 chưa? Rồi ạ. Rồi cảm ơn. Thế thì có nghĩa là bây giờ bình thường rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta lại chiến đấu tiếp.
Vậy công thức số 19 là biểu diễn mối, trong này sau này dùng rất nhiều. Đấy. Đó là mối liên hệ giữa động lượng và photon. Nó chỉ phụ thuộc vào bức sóng. Vậy khối lượng hay động lượng chỉ phụ thuộc bức sóng. Bởi lý do là gì? V nó bằng vận tốc ánh sáng trong chân không rồi. Đó, được chưa? Đấy. Chúng ta lưu ý cái công thức số 19 và công thức số 20, đặc biệt là công thức số 20. Người ta có thể hỏi là biểu thức nào sau đây là biểu thức động lượng của photon, bởi vì cái này là cái mới. Cái này là chắc chắn là cái mới, mới hơn rất nhiều so với chương trình phổ thông mà chúng ta học từ trước. À, cái động lực học photon chúng ta đã khảo sát xong, bây giờ chúng ta sang một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng công tơn. Tên tiếng Việt chúng ta có đọc là com tơn, là gọi là công tơn, hiệu ứng công tơn. Hiệu ứng công tơn là cái hiệu ứng mà chúng ta có một cái buồng chân không. Chúng ta để ý ở đây, chúng ta để ý thấy có buồng chân không không ạ? Vừa dậy vừa dừng lại hỏi này, không biết thì hôm nay là giải quyết thế nào này. Rồi thấy rồi thầy. Bây giờ thấy. Bây giờ mới thấy, tức là nó trễ khoảng 20 giây à? Hôm nay mạnh chán thầy ạ. Hôm nay mạnh chán, các môn khác em học có bị chán không, hay là chỉ mỗi môn này đến tập này nó mới chán? Bây giờ em mới học ạ. Bây giờ mới học ngày hôm nay em. Ngày hôm nay giờ mới học đúng không? Ngày giờ mới học lại bị nó lag như này thì nó hơi khó khăn trong việc chúng ta tiếp nhận kiến thức. Hơi khó khăn. Còn nếu mà chúng ta chủ động tự đọc được thì là tốt. Tự đọc được thì không cần phải giải thích kỹ thì là tốt hơn. Để từ lát nữa, để tí nữa xem được hiệu chỉnh lại xem nó có vấn đề gì không. Đơ slide rồi thầy ạ. Mạng nhà em cũng thế. Ừ. Thế mà cứ đến lúc mà xem đá bóng hay là đến lúc mà xem phim thì mạng nó lại trơn tru thế. Lúc học thì mạng nó lại đơ. Cũng thế, nó là như thế, lúc cần không có, lúc có thì không cần. Đứt cáp chung, ờ thì đứt cáp đúng rồi, thấy bảo đứt hai cáp lớn ở Biển Đông cơ mà. Thì đầu giờ thầy mới nói rồi là đến lúc mà chúng ta thực sự là phải chuyển lên online, tất cả mọi thứ đều phải online, làm việc, học tập hay thậm chí là tất cả mọi thứ đều online hết thì nó lại đứt cáp quang. Hình như là cái âm thanh phía thầy thì nó truyền được, nhưng mà sao hình nó lại truyền khó thế, nó nặng hơn đúng không? Hình ảnh video thì nó nặng hơn. Bây giờ các em cảm thấy nào rồi? Thấy ổn ổn chưa? Thầy thử next slide thử nhé. Xem các em nhìn thấy slide mới không? Em có nhìn thấy slide mới không? Mượt mồm thế ạ. Ổn rồi gì? Có nhìn thấy mấy slide rồi? Có mấy cái rồi ạ. À thế à? Ừ thế được. Được. Ok thế được rồi. Thế vậy là chúng ta sang một cái hiệu ứng công tơn. Em để ý hiệu ứng công tơn. Hiệu ứng công tơn là hiệu ứng mà xảy ra ở trong buồng chân không. Em có thể kết hợp với slide của mình nhé. Các em để ý hộ thầy xem có nhìn thấy cái biểu tượng cái bút mà thầy đang chỉ không ạ? Có. Có rồi, cảm ơn. Đấy, phản hồi nhanh vào cho nó đỡ bị gián đoạn. Hiệu ứng này là cái hiệu ứng mà xảy ra trong một cái buồng chân không. Buồng chân không là buồng mà chúng ta hút hết không khí ra. Đấy, để chợ hút hết không khí vào. Và quan trọng nhất là có một cái nguồn đốt nóng bằng dây tóc bóng đèn. Thường nó sẽ bằng những kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao. À, hình nhiệt độ nóng chảy lớn. Em có biết là kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất không ạ? Em comment phần chat xem nào. Bởi vì thường người ta sẽ dùng những cái kim loại có nhiệt độ nóng chảy lớn để nó tăng cái tính bền như là cái tuổi thọ của cái buồng này lên. Thậm chí là trong bóng đèn, một số bóng đèn chuyên dụng ấy, đèn cao áp hay là đèn khác ấy, thì nó cũng phải dùng cái kim loại này. Em có biết là kim loại nào mà thường hay dùng có nhiệt độ nóng chảy cao nhất không ạ? Chrome chỉ là cứng nhất. Kim cương, chrome, carbon. Đúng rồi, có thể thấy các bạn là wolfram, nhiều bạn trả lời đúng. Vậy chứng tỏ là hóa học tốt đấy nhỉ. Yeah. Nhiệt độ ống chảy lớn nhất, nhiệt độ sôi, nhiệt độ độ cứng cao nhất rồi vân vân. Đấy thì nó dùng cái đó chính là wolfram. Đấy. Nó là một cái kim loại, nó có nhiệt độ ống chảy cao. Thì khi mà đun cái anh chàng này lên, đây người ta nói chỉ là dây tóc thôi đúng không ạ? Đấy. Thì đây là chính là cái dây tóc bóng đèn. Còn cái kim loại ở dưới này khác nhé. Dây tóc bóng đèn là cái đường mờ mờ ở đây thôi này. Đấy. Thì cái dây tóc bóng đèn này sẽ phát ra những cái bức xạ là màu da cam đấy. Em nhìn thấy màu da cam không? Đấy. Nó phát ra cái bức xạ màu da cam. Từ cái bức xạ màu da cam thì sẽ bắn đến một cái bia. Cái bia này thực ra là một cái thanh kim loại. Thường thì người ta sẽ làm bằng đồng, nhôm, hợp kim, của sắt và đồng. Đấy. Thường là người ta sẽ làm bằng các cái... Đấy. Thì khi mà cái tia này bắn vào, em tưởng tượng đây là cái tia bắn vào, cái tia này thực ra nó chính là các quang electron
mà ở cái hiệu ứng quang điện chúng ta nghiên cứu ở cái phần số 3, ở bài 3 trong phần này này, nó là cái dòng quang electron. Và cái dòng quang electron này thì chiếu vào cái bia, thì trong phần bia này đương nhiên cũng có, nó là kim loại cho nên nó cũng có các cái electron tự do ở trong này. Và các electron tự do này bứt ra ngoài, nó bứt ra ngoài thì nó là chính là cái dòng X-ray, gọi là dòng quang điện X-ray. Đó, quang điện X-ray. Và trong này thì nó sẽ được nối bởi một cái nguồn điện. Nguồn điện nó đốt nóng bằng một cái nguồn điện. Nếu như mà đốt xong cái nguồn điện này thì gì? Ngừng cấp. Nguồn điện này ngừng cấp. Nguồn điện này ngừng cấp ấy, thì cái dòng điện ở trong cái bình chân không này nó vẫn tồn tại. Bởi vì ở trong này nó sẽ mang dương âm lao tới nhưng đập vào đây thì nó cũng sẽ anh chàng cái cực này này, nó sẽ mang điện tích dương đến dần dần rồi nó mới tắt dần. Nhưng đây thì em nhìn thấy quy trình của nó này, ở đầu tiên nó tăng đấy, nó tăng, và đặc biệt là ở hai cái vị trí alpha và beta thì đây chính là cái vị trí cực đại nhất. Xem cái bước sóng nào, ở bài trước thì chúng ta thấy là có lân cận bước sóng và bước sóng dịch chuyển theo bước sóng ngắn đúng không, nhưng ở đây em nhìn này, xem bước sóng nào phù hợp nhất. Ví dụ ở đây là khoảng bao nhiêu ạ? 70, hơn 70 picofarad là tương đương với cả cái năng lượng của cái hạt, động năng của hạt alpha. Còn động năng của hạt beta là khoảng hơn 60 picofarad. Đây là picofarad nhé. Đó, được chưa? Thì khi bắn vào như vậy thì nó sẽ phát ra những cái dòng bức xạ chính là X-ray. Chính là dòng X-ray. Và đương nhiên vẫn tồn tại cái sóng cũ, do cái nguồn điện này đốt, nó phi tới thì nó vẫn tồn tại sóng cũ. Nghĩa là ở đây ấy, một tách thành hai, có thể nhớ nhé, một tách thành hai, nó sinh ra cái X-ray này. Và quan trọng nhất trong phần này, cái hiệu ứng công tâm này nói là phải tính được bước sóng hay năng lượng của sóng do cái X-ray này, do cái dòng X-ray này sinh ra, chính là cái đường màu xanh xanh mũi tên ấy, mũi tên xanh xanh ấy. Đó. Và cái bước sóng của tia X thì đâu đó nó khoảng 0,1 nanomet, và trong cái phổ của cái vùng tử ngoại, nó nằm tia X nó nằm trong phổ vùng tử ngoại. Và chúng ta sẽ nghiên cứu về phần này nhiều hơn, bởi vì cái tác dụng khi mà chiếu vào ấy, chúng ta có thể dùng tia X để chữa, hoặc là chụp X quang này, hoặc là tìm vết nứt ở trên bề mặt kim loại này, hay là tìm xác định niên đại của một vật nào đó này. Thì ở trong phần này chúng ta lấy cái tia ấy ra nhằm mục đích sử dụng cho cái nhu cầu cuộc sống của con người. Thì đây chính là một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng công tơn. Và ngắn gọn lại, hiệu ứng công tơn là chiếu một cái nguồn sáng hay cung cấp một nguồn điện để đốt nó lên, tức là bức xạ nhiệt. Sau đó là cái tia này phóng vào một cái bia này nó sẽ phát ra tia X-ray, và chúng ta sẽ phải thu cái tia X-ray đó. Hôm nay cái hiệu ứng công tơn là như thế. Chúng ta cố gắng vẽ hình tương đối, nếu vẽ chi tiết được thì tốt, nhưng không vẽ chi tiết được thì không sao, vẽ một cách tương đối thôi. Vẽ chi tiết thì mất thời gian lắm. Đó, thì đấy chính là cái hiệu ứng công tơn. Có một cái thí nghiệm đó là cho một chùm tia X có bước sóng lambda dọi vào các chất như là paraffin hay là graphite. Paraffin là cái gì ạ các em? Bạn nào có biết cái paraffin là cái gì không ạ? Và trong thực tế nó gọi là gì ạ? Paraffin này, graphite này. Khi đi qua các chất này thì chùm tia X bị tán xạ. Đấy, chiếu vào bị bay ra đúng không? Giống như cái mảng kim loại đồng vừa rồi đấy. Thì bây giờ là chiếu vào graphite. Em comment xem có biết là graphite là cái gì không? Đấy, graphene hoặc là graphite. Khi chiếu vào thì cái chùm ánh sáng nó bị tán xạ. Và trong cái quang phổ của tia X tán xạ ấy, ngoài các vạch mà nó bắt đầu nó tới, đúng không? Bắt đầu tới, tức là cái bức xạ nó chiếu tới đây này, ngoài bức sóng gì? Lambda này, lambda, thì có thêm một bức sóng lambda phẩy nữa. Có thêm một bức sóng lambda phẩy nữa. Và cái lambda phẩy này có bước sóng lại còn nhỏ hơn bước sóng cũ. Ồ, cái này nó hơi khác một chút so với cả cái thuyết photon của Einstein này này. Hơi khác một chút này. Thuyết photon của Einstein nói gì ạ? Khi có một cái kim loại nào đó, một cái bước sóng lambda chiếu vào, thì anh này là lambda không đúng không? Lambda sẽ phải nhỏ hơn lambda không mới có hiện tượng quang điện. Đúng không? Đấy là điều kiện để có hiện tượng quang điện. Nhưng ở trong ánh X-ray này thì nó lại như thế này. Đây, chúng ta nhìn trong X-ray này thì lại thế này. Khi chiếu một cái bức xạ vào, khi chiếu bức xạ cũng bước sóng lambda, nhưng nó lại tách ra một
tách ra một anh. Nhớ là bắt đầu nó sẽ tách từ đây ra nhé. Anh này là từ từ bản thân của cái chất đấy. Một anh lan đa phẩy. Đúng không ạ? Lan đa phẩy có bước sóng là gì? Lớn hơn lan đa. À, thì cái này có sự đồng điệu chứ không phải khác. Thầy xin lỗi, nhầm. Nó cũng sự đồng điệu. Lan đa phẩy vẫn lớn hơn lan đa. Vẫn phải tuân theo quy luật của định lực và toàn năng lượng. Đúng không? Tức là tôi cho anh bao nhiêu thì tối đa anh chỉ nhận được bấy nhiêu thôi. Thì đương nhiên là nhận nó giữ lại trong lòng nó một chút. Đấy, Grafin nghe giống thuốc giảm đau. Paradol chứ, Paradol mới là giống thuốc giảm đau em ạ. Parabol, Grafin. Đấy, thì là các bước sóng nó có lambda phẩy lớn hơn lambda. Vậy khi đó người ta mới đo cái hiệu bước sóng giữa lambda và lambda phẩy thì ký hiệu là delta lambda. Delta lambda sẽ bằng lambda phẩy trừ lambda hiệu mà. Mà lambda phẩy trừ lambda sẽ bằng 2 lambda c sin bình của góc tán xạ. Ồ, lúc này cái góc thì gọi tắt là chỗ này là cái góc tán xạ, góc theta. Có thể là lát nữa trong tài liệu thì cái góc đấy nó sẽ lên phi lên trên này. Đây cũng có gọi là góc theta vì hai cái này là hai cái góc đối đỉnh thôi. Và trong quá trình đo ấy, thì người ta khảo sát là cái độ thay đổi về bước sóng, độ thay đổi bước sóng lambda này nó sẽ tỷ lệ với góc tán xạ. Nó chỉ lệ góc tán xạ thôi. Còn cái hằng số đằng trước này là một hằng số không đổi. Là một hằng số không đổi. Đấy. Trong phần hạt nhân chúng ta luôn có cái bài toán về phân hạch và nhiệt hạch đấy. Khi chiếu cái này vào cái kia thì cái anh này sẽ bay ra, anh nọ bay ra với góc là bao nhiêu, đúng không? Đó. Thì cái mô hình của cái hiện tượng này cũng tương tự như vậy. Đấy. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải so sánh được giữa cái sự thay đổi về bước sóng khi trước khi chiếu và sau khi chiếu. Đương nhiên là sau khi chiếu cái bước sóng lambda nó vẫn phi ra ngoài nhé. Lambda nó vẫn phi ngoài và nó xuất hiện thêm một cái lambda phẩy nữa. Và cái này sẽ phụ thuộc tỷ lệ với cả góc tán xạ. Trong quá trình khảo sát đo, người ta tìm được một cái bước sóng mới hay là một cái hệ số mới. Đó là lambda C, gọi là bước sóng Compton. Bước sóng Compton, đây là một hằng số 2,426 nhân 10 trừ 12 m. Đúng không? Nó khoảng cỡ pico, khoảng 2,4 picomet. Dưới một góc tán xạ theta nào đó. Công thức số 21 là công thức mà xác định cái sự thay đổi về bước sóng. Mà nhắc lại nó chỉ phụ thuộc vào góc tán xạ. Còn cái lambda c kia là hằng số chứng minh được tương tự như hằng số Planck hay hằng số Stefan-Zeeman hay hằng số Wien chúng ta học ở cái phần trước. Đúng chưa? Đấy, được chưa? Thì từ cái thí nghiệm này chúng ta mới rút ra được. Trước đó chiếu thì chỉ electron bứt ra, nhưng bứt ra bây giờ là phải có một cái bước sóng. Bởi vì chúng ta thấy dòng ánh sáng là dòng photon. Và mỗi photon là tương đương với một hạt. Tức là dòng này bứt ra chính là dòng hạt. Và định nghĩa luôn dòng này chính là dòng hạt electron. Được chưa? À, đây là cái thí nghiệm. Có thí nghiệm rồi thì chúng ta sẽ giải thích thí nghiệm này. Tại sao lại có vạch lambda phẩy. Và giải thích luôn sự mối liên hệ giữa cái độ giảm hay độ tăng của bước sóng phụ thuộc vào góc tán xạ. Đấy, phụ thuộc vào góc tán xạ. Chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là giải thích. Hiệu ứng Compton là kết quả quá trình tán xạ. Đây là kết quả của quá trình tán xạ, nhưng là phải đàn hồi của chùm tia X lên các electron trong chất mà tia X chiếu tới. Tán xạ đàn hồi ở đây là gì ạ? Tức là khi chiếu một chùm tia X đến một vật nào đó thì có một chùm khác bị bay ra và còn một chùm tia X ban đầu cũng sẽ chuyển động theo một phương xác định. Trong các vạch quang phổ tán xạ thì chúng ta quan tâm đến hai điều. Điều một là bức xạ chiếu tới là lambda. Điều hai là bức xạ bứt ra lambda phẩy. Đây là lambda. Và đây là lambda phẩy. Và lambda phẩy phải lớn hơn lambda. Lambda phẩy bay ra dưới dạng là các electron tự do. Bởi vì nó xuất hiện ở trên bề mặt của vật hay bề mặt của kim loại. Trong phần này chúng ta sẽ xét đến bề mặt của kim loại. Có bạn nào biết kem giải thích giúp thầy là tại sao, bây giờ giải thích tại sao lambda phải lại lớn hơn lambda dựa vào thuyết photon hoặc là dựa vào cái điều mà em biết học được. Nào các bạn giải thích giúp thầy
tại sao lambda 7 lại lớn hơn lambda? Hoặc là giải thích theo cái định luật nào đấy thì tùy em. Đấy. Các bạn comment giúp thầy nào. Tại sao lambda 7 lớn hơn lambda? Comment đi. Nếu mà các bạn comment tốt rồi thôi thì không gọi nữa. Nếu comment chưa tốt thì thầy sẽ gọi một số bạn. Tại sao lambda 7 lại lớn hơn lambda? Em comment đi để thầy để đọc. Em còn nghe ở đấy không ạ? Còn ngồi đấy không ạ? Chiến em còn nghe cái âm thanh của thầy không ạ? Có thầy ạ. À ừ được rồi, nghe thế là tốt rồi. Thế sao các bạn không thấy comment đi nhỉ? Em biết tại sao là chúng ta có tài liệu trước rồi chủ động đọc trước đi. Cái này mà để cho lỗi mạng mà để cho tự đọc thì chắc là... Nhưng mà chắc chắn cũng sẽ phần có phần mà các em phải chuẩn bị để thuyết trình. Bởi vì slide đã có sẵn, em thuyết trình là được. Chưa thấy bạn nào trả lời. Trong cái phần trước thầy đã có một phần ý giải thích là tại sao lambda 7 nó lớn hơn lambda rồi đấy. Thì hỏi một bạn ấy xem nào. Thấy giơ tay mà không thấy trả lời thì hỏi một vài bạn. Ta luôn luôn có xu thế là cha chung không ai khóc, cho nên là bây giờ phải cho chung luôn, à phải cho riêng luôn. Thì mới được. Bạn Trần Văn Hào đâu rồi? Trần Văn Hào hôm nay nghỉ nhỉ? Trần Văn Hào hôm nay nghỉ. Nghỉ Trần Văn Hào là nghỉ. Bạn Trần Văn Thiệp thế nào? Trần Văn Thiệp đâu rồi? Trần Văn Thiệp đâu ạ? Bạn Trần Văn Thiệp đâu ạ? Bạn Trần Văn Thiệp đâu rồi em? Có đây không ạ? Có phần mic xem nào? Thầy em vừa nghe mất điện vừa bị văng ra thì ạ. Thế thì em có kịp nghe văng ra. Em có kịp nghe nội dung các cái bài giảng của slide trước không? Hay slide này không? Em vừa mới mất của cái slide này thôi ạ. À ừ, rồi thế bây giờ Hiệp giải thích cho thầy là em biết tại sao là vạch cái bức sóng lambda phải là lớn hơn lambda không? Lambda phải nó bị phát ra nhé. Còn lambda thì là cái bức xạ chiếu tới nhé. Em không giải thích được cái này. Em có nắm được cái thuyết photon của Einstein không? Nhắc lại cho thầy thuyết photon của Einstein nào. Bao gồm có mấy vấn đề nào? Mấy nội dung chính nào? Có 3 nội dung chính. Rồi. Có phải thầy có hỏi định luật quang điện đâu? Thầy không hỏi định luật quang điện mà thầy hỏi thuyết photon của Einstein cơ mà. Em đang ở chỗ nào? Đừng ồn nhá, đừng ồn nhá. Em đang làm gì nó hơi ồn nào. Thuyết photon của Einstein khác với định luật quang điện nhá. Định luật quang điện thì nó có 3 định luật. Đúng không? Và chúng ta đã giải thích các định luật rất rõ ràng rồi. Và thậm chí bài này có thể giải thích theo định luật quang điện được. Nào thầy hỏi là em nắm được mấy cái nội dung chính của thuyết photon của Einstein nào? Em thầy là có bức xạ điện từ với hiệu ứng quang điện. Thầy hỏi lại lý thuyết mới hôm trước học xong, thực ra là mới hôm thứ hai hay sao? Ở trong cái slide số 13, 14 gì đó đấy. Em nhìn mà xem. Thuyết photon của Einstein phần 1 là nội dung. Đấy, thầy có thể quay trở lại. Phần 1 là nội dung. Nội dung thầy cho ghi rất rõ là ABCDE. Và bức xạ điện từ đấy. Bức xạ điện từ với mẫu xạ điện từ, với ánh sáng nhất định các công việc bằng nhau và mang một năng lượng xác định, C là vận tốc của ánh sáng. Đây 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 đây, đây, đây. Đúng không? Đấy, thầy cho ghi ra gồm có 5 nội dung này, đúng không? Đấy, 5 nội dung này thì có 2 cái mới và 3 cái cũ rồi.
Hai cái mới đây là hai cái gì ạ? Hai cái mới đây là hai cái gì, còn nhớ bài không? Này dở rồi. Nào em trả lời nào cho thầy là hai cái mới mà trước phổ thông chúng ta chưa học ấy là hai cái vấn đề gì trong năm vấn đề này? Còn ba cái vấn đề cũ là gì? Thầy trong quá trình giảng thầy nói rất rõ đấy. Các bạn comment giúp thầy xem là thầy đã nói mấy vấn đề mới và mấy vấn đề cũ chưa? Comment xem là có hay chưa? Bởi vì trong quá trình dạy là thầy cũng đã nói rồi. Xem bao nhiêu bạn nhớ được những cái gì thầy nói này. Vừa mới học xong đấy nhá. Chứ có phải là lâu đâu đúng không? Nào, comment đi xem nào. Ở thiệp tắt mic thì lưu ý là tập trung vào học và chuẩn bị tốc độ mạng tốt nhất nhá. Tắt mic đi cho đỡ ồn nào. Đấy, thế này mà cứ không giảng mà cho các em tự đọc. Mệt đấy. Đấy, các em có thể giải thích theo thuyết phô tông của Einstein hoặc là với cái định luật quang điện. Đúng không? Ê trời, hai cái này thì vất vả đấy. Nào thầy gọi một bạn mà nữa xem nào. Để xem có nhớ đấy. Từng dòng một đã giải thích rất chi tiết rồi. Có những slide quan trọng thì thầy để dừng lại thôi. Đúng không? Có những slide không quan trọng thì thầy không dừng lại. Mai Văn Tài bảo là D và E là mới. Không, D E có mới đâu. Photon mới là mới, cái A mới là cái mới. Cái bức xạ và hấp thụ mới là cái mới. Đấy, có hai cái đấy thôi. Cái A đấy. Quay trở lại đây này. Em có thể giải thích theo định luật quang điện cũng được. Đúng không? Định luật quang điện được. Chắc chắn là lambda phải nhỏ hơn, phải lớn hơn lambda rồi. Bởi vì theo định luật bảo toàn gì? Năng lượng. Hay là theo cái định luật của Einstein thế thôi. Rồi, chỗ này lại sơn xuôi. Đấy, ok. Đấy, thì chúng ta sẽ có rồi cái bút được rồi. Đây. À, khi chiếu vào thì nó sẽ có bước sóng là lambda. Lambda. Tức là nó sẽ mang một cái năng lượng là HC trên lambda. Khi chiếu vào một cái vật nào đó mà muốn làm nó bứt ra, ánh sáng này có thể là xuyên qua hoặc là phản xạ. Nhưng ở trong này chúng ta chỉ chiếu là nó sẽ xuyên qua. Thì nó sẽ làm cho cái bề mặt này, nó sẽ bứt ra một cái electron hay một dòng electron có bước sóng lambda phải. Vậy năng lượng ở đây thì đầu tiên nó phải thắng được cái năng lượng giữ nó lại, tức là cái công thoát ấy. Vẫn là cái định luật quang điện, đúng không? Đấy, công thoát. Cái lambda phẩy này là HC trên lambda phẩy. Vậy năng lượng vào thì gọi là W. Năng lượng ra thì gọi là W phẩy. Vào thì phải bằng thắng được cái sức giữ của cái hạt nhân nguyên tử, electron mới bứt ra ngoài được. Lambda phẩy. Vậy W trừ W phẩy phải lớn hơn 0 hay là HC trên lambda trừ HC trên lambda phẩy phải lớn hơn 0? Thì đây là rõ rồi, thì lambda phẩy phải lớn hơn gì? Lambda cũng chính là cái điều kiện để có được định luật, chính là định luật đầu tiên là định luật giới hạn quang điện. Đấy, giới hạn quang điện. Đúng chưa? Chúng ta nhìn thấy thầy viết không ạ? Alo. Alo. Có thầy ạ. Rồi, cảm ơn. Thế xong này lại đơ thế nhỉ. Rồi, đấy. Đấy chính là cái điều kiện mà nó có cái lambda phẩy lớn lambda. Thực ra cái phần này cũng đã giải thích từ phần trước rồi, đúng không? Chúng ta chả để ý gì cả. Rồi, chúng ta xét cái phần tiếp theo là cái sự va chạm của một photon, tức là cái dòng tia X với một electron tự do. Ở đây các em nhớ cái bảng này quan trọng trong cái việc tính toán này. Giả thiết rằng trước khi va chạm chùm photon, tức là cái tia X ấy, có electron là đứng yên. Electron là đứng yên thì electron đứng yên thì nó có cái động lượng bằng không rồi, đúng không? Còn photon thì đây, electron đứng yên đây này, electron đứng yên này. Đâu rồi, nhớ cái bút rồi. Đây, electron đứng yên này có động lượng bằng không. Động lượng là đại lượng đặc trưng cho cái vận tốc mà. Đấy vậy, trước va chạm, đây là va chạm đàn hồi đúng không? Đấy, va chạm đàn hồi. Ta biết là coi một hạt là nó nhỏ rồi, nó không thể vỡ ra được rồi. Nó gọi là hạt là nhỏ nhất rồi. Nó không vỡ ra. Và đây là một dạng va chạm, gọi là va chạm đàn hồi. Va chạm mềm nó lại dính vào nhau rồi, đúng không? Thì lại không được. Va chạm đàn hồi. Trước va chạm
thì nó có một năng lượng là HF, xét photon nhé, đây là HF. Sau va chạm là HF phẩy. Trước va chạm về mặt động lượng, động lượng thì nó sẽ bằng P, P sẽ bằng H chia lambda, chuẩn quá rồi. Tương tự sau va chạm thì nó có V phẩy. Tiếp theo. Bút đâu rồi, bút lại đâu rồi. Đây. Tiếp theo này. Electron thì năng lượng là MC bình. M đây là 9,1 nhân 10 - 31. Còn sau va chạm thì nó là ME nhân với C chia căn bậc 2. Lúc này M0 ấy, nó sẽ là bằng M nhân căn bậc 2 của 1 - V bình chia C bình. Đây là V nhé. Động lượng lúc sau. Động lượng thì nó lúc đầu đứng yên thì nó bằng 0. Lúc đầu đứng yên nhưng nó có một cái năng lượng gọi là năng lượng nghỉ đấy. Năng lượng nghỉ đấy. Còn anh này bằng 0. Vậy PE tương tự. Thế vậy, nhìn vào đây chúng ta sẽ phải áp dụng cái định luật bảo toàn năng lượng để tìm ra được cái mối liên hệ và chứng minh được công thức vừa rồi. Nhắc lại này, nhìn vào đây chúng ta phải tìm ra áp dụng định luật bảo toàn năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng là gì? Năng lượng trước va chạm thì bằng năng lượng sau va chạm. Năng lượng trước va chạm là năng lượng của gì thưa ạ? Photon. Và năng lượng của electron chính là năng lượng nghỉ, thế là trước. Đúng chưa? Còn năng lượng sau va chạm thì bao gồm có hai cái này. Đó, đấy định luật bảo toàn năng lượng. Chúng ta sẽ áp dụng thêm nữa, đó là định luật bảo toàn động lượng. Vậy chúng ta sẽ có hai cái định luật bảo toàn, đó là W thì bằng constant này. Đó. Và động lượng cũng bằng constant. Rồi, đó. Thầy sẽ mời một bạn làm diễn giả và giải thích giúp thầy và chứng minh giúp thầy công thức số 24 và 25 này. Đây, chủ yếu công thức số 25 này. Nha. Đấy, chứng minh rõ ràng ra một chút, có thể tự luận ra một chút. Đấy, tức là em nhìn đây này. Ở đây là bước sóng lambda, vào một cái bề mặt kim loại nào đó. Bước sóng lambda này thường người ta dùng là tia X nhé, tức là có bước sóng là rất là nhỏ thôi. Đấy, khoảng là nanomet hoặc là thậm chí là pico. Chiếu vào thì nó sẽ có chùm E bứt ra. Kèm chùm E bứt ra và có một cái bước sóng mới bứt ra. Một bước sóng mới bứt ra và cái góc này gọi là góc theta. Cái góc phi này kệ nó. Đấy, đấy. Đấy. Và chứng minh cho thầy cái công thức số 15. Đấy, slide đã có gần như là hết rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ phải áp dụng định luật bảo toàn. Cụ thể là cái dòng kia là áp dụng cái gì và tại sao nó ra như thế. Nhá, tại sao nó ra như thế? Bởi vì ở đây thầy chỉ ghi thôi là áp dụng được toàn, đây là định luật bảo toàn năng lượng. Còn đây là định luật bảo toàn gì ạ? Động lượng. Còn thầy ghi là từ hai phương trình suy ra được, nhưng suy ra được nó có nguyên nhân. Nó phải tính toán chán chê mê mãi chứ không phải là cứ thế là được, đúng không? Rồi chúng ta sẽ dùng cho thầy khoảng 3 phút để chúng ta suy nghĩ cái này, sau đó là thầy sẽ mời một bạn làm diễn giả giải thích cho thầy cái này. Rồi, 3 phút bắt đầu.
Rồi chúng ta suy nghĩ thời gian vài phút như thế nhé. À, thầy mời một bạn giúp thầy xem nào. Có ai xung phong không ạ? Xung phong thì giơ tay cái. Anh xung phong giơ tay, nếu giải thích tốt thầy thì cũng nói cái dấu cộng vào đấy nhé. Tưởng game dấu cộng vào. Nào xin mời. Bạn nào giơ tay cũng giơ tay, dùng sức năng giơ tay. Mạnh dạn lên lý thuyết, có khi giải thích. Nhiều khi giải thích khó hơn là bài tập đấy. Xin mời. Ông đồng chí nào giơ tay. Ừ, kiểu cha sung không ai khóc này hỏng. Xin mời mời bạn nào. Xin mời Hoàng Thị Yến nào. À Hoàng Hải Yến xin lỗi. Hoàng Hải Yến nào. Hoàng Hải Yến đâu ạ? Hoàng Hải Yến đâu ạ? Xin mời Hoàng Hải Yến đâu ạ? Alo, các bạn nghe rõ thầy nói không ạ? Có. Rồi cảm ơn. Hoàng Hải Yến đâu? Dạ. Ừ. Yến ơi, giải thích giúp thầy cái câu hỏi vừa rồi thầy hỏi em đi. Yến nghe rõ không nhỉ? Rồi bạn này giả cái xong lại đi đâu rồi, đi du lịch rồi. Đấy, thế nó hỏng rồi. Rồi, cho bạn này dấu chấm ở đây đang tính sau. Tiếp theo nào, xin mời bạn em, máy em bị lag ạ. Ừ rồi, bây giờ giải thích đi em, cứ bình tĩnh. Giải thích và chứng minh được cho thầy công thức số 25. Ở trên này gần như đã đầy đủ hết rồi, và em chỉ cần giải thích rõ cái từ là từ hai phương trình ta được là được rồi. Nào xin mời. Nếu mà em thấy viết hoặc là giải thích bằng miệng, bằng lời ấy, nó khó khăn ấy, thì em có thể là viết ra sau đó là gửi trong phần chat. Nhìn vào phần dạ, chat em đọc. Để em viết rồi em gửi thầy ạ. Không gửi thầy mà cứ gửi vào phần chat thôi. Vâng. Cứ gửi phần chat chung ấy. Ừ. Rồi gửi phần chat chung sau đó là em nhìn vào để em giải thích. Tại vì cái từ đấy chúng ta cần phải áp dụng rồi tính toán. Chán chê nó mới ra được cái công thức bên dưới đấy. Không phải là tính nhanh được đâu. Dài phết đấy. Ít nhất nó phải nửa trang. Đấy các bạn chủ động tính toán đi. Các bạn khác nha thầy... Nhất là bạn Yến này, Yến tính toán đi này, thầy sẽ giao. Các bạn khác cũng tính toán đi, thầy gọi thêm một bạn nữa để cho nó chủ động. Các bạn khác cũng tính toán, để lát nữa mà các hai bạn này mà chưa giải thích được tốt ấy, thì thầy mời tiếp nhé. Giải thích tốt thì lại có điểm cộng tốt. Bạn Cao Văn Văn nào, nghe cái tên này nghe hình như quen quen, mà thầy gọi liên tục và bạn nói chuyện liên tục. Văn Văn đâu nghe rõ không ạ, Văn Văn ơi? Em có nghe rõ rồi. À, cảm ơn, rồi. Em viết ra giấy nhá. Thế sau đó là gửi vào trong phần chat, sau là thầy sẽ mời em đọc, thầy sẽ chia sẻ cho em, chia sẻ cái phần này. Em đang dùng laptop hay điện thoại? Em dùng laptop ạ. À, ừ thế được rồi, laptop thì khả năng các em tự chia sẻ được, tí thầy cấp quyền cho tự chia sẻ được nhá. Chúng ta tranh thủ viết ra đi. Cần mấy phút để viết thầy em? Thầy cứ cho thời gian em nghĩ. Ông nghĩ mà bên trên nó có công thức rồi, P là cái gì đúng không? P phẩy là gì, PE là gì, lắp vào thôi. Tính toán thôi. Ở đây là chủ yếu tư duy tính toán. Rồi, rồi 5 phút nhá, 5 phút nữa. 5 phút nữa là hơi nhiều. Rồi 5 phút nữa đi.
À, rồi xin mời, thời gian như thế là ổn ổn rồi đúng không? Xin mời Yến và Văn nào. Yến trước đi nào. Yến đâu ạ? Yến ơi bật mic giúp thầy, em gửi bài chưa? Dạ chưa xong ạ. Thôi thế thời gian thế thôi, đợi xong đến bao giờ? Tôi xem là có mấy cái tin nhắn bạn nào nhắn đây. Cái gì đây bạn Toàn là thầy ơi hiện tại mạng như em 15 phút nữa em vào. Ơi tự khắc phục mạng đi. Rồi, đấy thầy phải tìm đủ mọi cách để khắc phục mà. Văn đâu xong chưa Văn ơi? Em tính mãi chưa ra thì chưa ra được cái đấy. À, mãi chưa ra cái lắp vào công thức mà chưa được. À đây thầy có thấy tin nhắn của bạn Nam này. Thầy ơi em xin phép vào lớp muộn. Nam đã vào lớp chưa Nam ơi? Em vào rồi. Ờ Nam vào lúc nào đây? Bây giờ đây. Lúc em nhắn tin. Nhắn tin là lúc 1:05 à? À được rồi. Để thầy còn nếu mà em vào lúc muộn thì đấy ít nhất là nhắn tin lúc nào rảnh là thầy đọc luôn. Vậy Nam là vừa rồi là thầy ghi vắng vào đây thì bây giờ chỉ ghi là muộn thôi. Nhưng mà buổi trước Nam cũng muộn, buổi nay Nam cũng muộn. Lý do là gì nhỉ? Là em quên. Hôm trước ngủ quên đến gần hết giờ mới vào. Hôm nay thì đến giữa giờ vào. Hay quá, bạn này chú ý nhá, chú ý đấy. Thế bạn Trần Văn Hào đã có ở đây chưa? Trần Văn Hào đâu? Chưa có à? Đấy. Thế được rồi, bây giờ thầy chuẩn bị cấp quyền cho bạn Yến này. Rồi, Yến đâu rồi? Để thầy xem danh sách bạn Yến đâu. Tìm luôn đây cho nhanh. Yến. Dạ, em chưa chứng minh được nhưng mà em tìm trên mạng thì nó hơi dài thế ạ. Úi dồi, trên mạng dài thế à? Ừ thì tùy em tham khảo thôi. Nhá đây, thì sẽ... thầy cho em phát biểu rồi đấy, em phát biểu đi. Em chia sẻ, em có quyền chia sẻ bất cứ thứ gì ở trên điện thoại hay máy tính của em liên quan đến cái bài vừa rồi. Nào Yến thử chia sẻ đi xem nào, chia sẻ được chưa? Úi dồi ôi, chia sẻ cả cái trang web này như này á. Trời ơi. Thầy thấy chưa? Đây ạ. Ừ, thấy rồi nhưng mà chia sẻ cả cái trang web này thì khác gì đi copy của người ta. Nhưng mà em có hiểu gì không? Thì zoom to lên xem nào. Zoom to hết cỡ lên, zoom to vị trí mà này lên xong zoom to hết cỡ lên giải thích đi xem nào. Đấy, vấn đề là xem có hiểu không? Zoom to hết cỡ lên. Chưa hiểu lắm ạ. Thì bây giờ đấy là lý do mà thầy cần các em phải đọc. Nói là như thế thôi, nói là sử dụng định luật bảo toàn năng lượng và định luật bảo toàn động lượng nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu mới ra được. Nào em chia sẻ vừa rồi, chia sẻ xong rồi giải thích đi. Em không biết phóng to lên kiểu gì ạ, để em gửi link ạ. Gửi link để làm gì, gửi link xong cho thầy bật lên để em nói à? Tội gì phải phức tạp thế? Em dùng chuột hay là dùng cái gì? Đây các bạn nam này hỏi các bạn đây ở đây này, xem nó có cái kỹ thuật phóng to nào không? Control lăn chuột lên bạn. Đấy đúng rồi, con can trôn năn chuột lên là nó phóng to đùng. Can trôn giữ cho can trôn năn chuột giữa lên, lăn hết cỡ lên. Đấy, muốn lăn bao nhiêu thì lăn. To nữa lên em ơi. Đấy, vẫn hơi bé. Đấy, đang vào lại còn bật tab Facebook. Đấy, được rồi, bây giờ giải thích từng dòng một đi sao nào, do to lên nhá. Nào. Đâu rồi? À, Yến lại đâu rồi? Dạ. Phóng to lên rồi giải thích đi, được rồi đấy. Thế là được rồi, giải thích đi sao nào. Dạ, em chưa hiểu lắm nên là em mới chỉ đọc qua thôi ạ. Giải thích, không đọc qua, bây giờ thời gian nó ngắn thì không thể là mà có nhiều thời gian. Nhưng mà đọc đến đâu giải thích đến đấy. Nào, bắt đầu giải thích đi sao nào. Tại sao nó có cứ mạnh dạn nên là được, có gì đâu. Thưa thầy là trước đây là có công thức của sự bảo toàn động lượng ạ. Sau đó mình chiếu xuống trục OX và OY thì sẽ được các phương trình như này. Đây là chiếu xuống trục OX ạ. Còn đây là chiếu xuống trục OY ạ.
sau đó là Bình Phương hai Bình Phương hai lấy ra và cộng lại với nhau, sau đó là xét sự bảo toàn năng lượng và từ đó ta được ra được cái công thức 2.5 này. Sau đó lại đem bình phương tiếp công thức 2.5 thì ra được như này ạ. Sau cùng thì nó như này. Cứ như này. Đấy, đầu tiên như giải thích như lúc cái dòng đầu tiên của em kéo lên trên cùng nào. Kéo lên trên đi. Đấy, em giải thích từng dòng một nữa lên. Đấy, thì đầu tiên là em sẽ có một cái hiệu ứng công tơn, kéo xuống một chút. Đó, thì em thấy là có định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn động lượng cái dòng 2.1 đấy chính là P trước bằng P sau. Thì em giải thích là P trước chính là bằng động lượng của cái bức xạ lambda đến đập vào cái vật hình màu tròn kia kìa. Đấy, lúc trước thì động lượng của electron bằng 0. Đúng không? Cho nên vế bên trái của công thức 2.1 đấy, kéo xuống dưới một chút đi. Đấy, kéo xuống dưới, đấy công thức 2.1 vế bên trái ấy, thì chỉ có động lượng của bức xạ lambda thôi. Và động lượng lúc sau ấy thì bức xạ lambda phải phát ra và cộng thêm một cái động lượng nữa là MV. MV đấy là cái gì hả em? Biết không? Đấy, mình phải giải thích kỹ với chỗ đấy. Không cần phải lướt qua đâu. Ví dụ chỗ nào cộng trừ nhân chia hay là biến đổi vân vân ấy thì chúng ta giải thích qua thôi, nhưng mà chỗ nào mà cần phải giải thích ý nghĩa thì cần giải thích cẩn thận vào. Yến ạ, nha. Giải thích lại xem nào. Mạnh dạn lên. Có được tài liệu thì phải giải thích tốt vào. Đấy, cái tài liệu chúng ta tìm nó cũng không phải là khó tìm lắm. Như trong slide thì thời dạ cái phạm vi slide nó có hạn thôi, thì các thầy cô muốn bỏ nhỏ như vậy để cho chúng ta phát triển, tăng cái khả năng đọc, tăng khả năng tự học lên. Nào, có giải thích được tiếp không Yến? Dạ không ạ. Trời ơi. Khó nói lắm. Nhanh thế. Khó nói lắm. Thế điểm này thì muốn mấy điểm mà kêu khó nói, muốn mấy điểm? Đã, thôi lần sau lấy điểm ạ. Lần này không lấy ạ. Để chủ động thế thôi, được rồi, thế tạm thời tắt chia sẻ đi, thầy mời bạn Văn chia sẻ xem nào. Đấy, chúng ta có thể tìm hiểu tài liệu trên mạng thoải mái nhé, không sao cả. Nhưng mà chúng ta cần phải linh hoạt lên một tí. Ở Văn Văn đâu nhỉ? Em cũng làm chưa ra được. Em cũng xem qua tài liệu nhưng cũng không hiểu lắm. Rồi rồi, thế thì cần bao nhiêu lâu mới hiểu đây? Nguyễn Văn Văn nó cứ diễn đạt đi. Đây thầy cho Văn Văn cái quyền chia sẻ rồi đấy. Chia sẻ cái tài liệu ra thoải mái đi. Nên cấp độ đại học và cấp độ cao học là chúng ta cứ thấy là đơn giản ta có hay là dễ dàng ta có. Không giống như phổ thông ngày xưa là dễ dàng và đơn giản là một dòng hay một ý đâu, mà bây giờ là cả một trang, thậm chí là vài trang và vẫn chưa hiểu. Nào, bây giờ tiếp tục đi. Đến lượt em phóng to hết cỡ lên đi. Phóng to chỗ giữa lên đi. Giữa lên, đấy rồi, tầm đấy đi. Rồi, xin mời. Ui, vừa thôi, tham thế. Từ. Vừa để nhìn thôi. Thế này được rồi, nào tiếp tục, bắt đầu đi ạ. Đâu đi. Thì vừa lẽ là bạn giải thích cái đâu, vừa lẽ bạn cái chỗ này là cái chỗ không, trên nữa đi. Ở đấy cái dòng công thức số 2.1 được rồi. Ở đấy bây giờ đến chỗ chiếu nó ích đi, nói rõ chiếu nó ích như thế nào đi ạ. Thì khi ta chiếu lên ích ở cái vế bên trái thì ta được h trên lambda, còn vế bên phải thì nếu thế thì cho nhỏ lại để mình nhìn. Nhỏ lại một tí để nhìn hình vậy. Vế bên phải thì xem nhân thêm cái cốt, tại vì ở đây nó có một, tại vì ở đây cốt là vì cạnh kề đúng không? Vâng. Đó là bằng cạnh huyền. Rồi, tức là sẽ là cốt phi là tương đương với cái gì đấy, hc trên ah trên lambda phẩy nhân cốt phi, thì đấy là cái biểu tượng biểu thức gì chiếu lên đấy ạ? Đây là biểu thức h trên lambda phẩy chiếu lên ạ. Tức là đấy là động lượng của cái electron bứt ra chiếu lên đấy. Vâng. Đúng không? Rồi tiếp đi. Còn cái biểu thức thứ hai là của m nhân v, đấy là cũng là động lượng của electron chiếu lên thì được là mv nhân cốt theta.
MV là cái gì đấy em? M đây là M gì? M là M của cái gì? Em thì M ở đây là M của electron. Đúng rồi, M của electron chính là cái ME mà trong slide rồi thầy nói đấy. Rồi tiếp tốt tốt, tiếp đi ạ, xuống dưới đi. Thế đi em nói tiếp đi. Thì với M bằng M0 chia căn của 1 trừ V bình trên đấy thì đấy là công thức của động lực học phương đông. Thì nói tiếp đi em. Thì từ đấy thì chúng ta thay m vào công thức lúc ta chứa trong trục ox thì được h trên lambda trừ h trên lambda phẩy nhân cốt phi bằng m0 v trên căn của 1 trừ v bình nhân c bình nhân cốt cốt theta là được công thức 2.2. Và cũng như ở hệ thức trên thì ta chiếu tiếp công thức 2.1 xuống trục OI thì ta sẽ được vế bên trái sẽ bằng 0, còn vế bên phải thì là h trên lambda phẩy nhân sin phi trừ đi m0v trên căn của 1 trừ v bình nhân trên c bình nhân với lại sin theta. Và rồi thầy nhờ em tí là cái công thức mà có cái vế 0 bằng hc trên lambda phẩy sin phi vân vân ấy. Cái công thức xuống dưới tí. Đấy, công thức trên đầu tiên ấy, đấy, tại sao vế bên trái nó bằng 0? Vế bên trái. Đấy, công thức 2.1 chiếu xuống thì tại sao vế trái bằng 0? Nếu lên OI thì nó trùng vuông góc với OI rồi thì nó chỉ là một điểm thôi. Đấy, lý do tại sao nó bằng 0 là như thế. Tương tự như cái kia là tại sao nó có dấu âm, dấu dương là nó có ý nghĩa cả đấy nhá. Đấy, vậy chiếu theo chiều dương của trục OI với chiều âm của trục OI là nó sẽ âm dương và tương ứng với sin. Tại vì nó là cạnh đối. Đúng không? Vâng. Đấy là công thức 2.2. Rồi tiếp tục đi em, bên dưới đi. Thì từ đây đổi vế ta sẽ chia được công thức 2.3. Đúng rồi, đến chỗ này mới hoảng này. Đến chỗ này là hoảng rồi. Đến chỗ này thì đúng thật là phải đặt bút vào mới làm được. Chứ không là không hiểu gì luôn. Người ta dùng từ rất đơn giản là bình phương hai công thức kia sau đó là cộng hạ vế với vế đấy. Thì được cái phương trình này. Phương trình này là thôi ốm đòn rồi. Thôi cái này thì chỉ tham khảo thôi nhá. Đấy, xong bên dưới tiếp. Sau đó là có cái định luật bảo toàn năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng là cái định luật bảo toàn mà định năng lượng trước bằng năng lượng sau đấy. Xong thế vào. Đấy, được chưa? Rồi lại bình phương một lần nữa mới ra được. Đấy, thấy đến chỗ này thì thôi phải tự làm thôi nha. Và chúng ta đã chứng được, kéo xuống bên dưới đi, kéo xuống bên dưới đi em. Nữa đi nữa. Đấy, đây công thức đáng khung ấy. Công thức đáng khung này. Và cuối cùng, sau cùng chúng ta suy ra được. Thì là lambda C nhân với 1 trừ cos alpha thì lúc này người ta biểu diễn nó khác một chút thôi. Em zoom to cái công thức đóng khung lên, zoom to lên một tí để thầy nói cái ý nghĩa của nó. Đấy, các em zoom to một lần, zoom to nữa. Rồi, được rồi em ơi. Đấy, các bạn khác kiểm tra xem là nhìn rõ chưa? Phía bên thầy là nhìn rõ rồi đấy. Vấn đề là khi mà mạng ổn thì các em cũng đóng vai trò là người diễn giả được. Nên chúng ta tập sự trước đi nhá, để sau này các cái phần khác thì có thể là yêu cầu các em thuyết trình luôn nhá. Đấy, thì ở đây là có cái công thức delta lambda sẽ bằng lambda phẩy trừ lambda và bằng h chia m0c. Thì đây chính là cái hàng số nhân 1 trừ cos alpha. Và 1 trừ cos alpha thì nó chính là công thức hạ bậc, chính là 2 sin bình ở phi trên 2. Ở đây là phi trên 2. Đúng không? Thì là cách biểu diễn khác thôi. Còn cái hằng số là h chia cho m0c thì em có thể bấm máy tính kiểm tra lại. 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 chia cho 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 rồi chia tiếp cho 3 nhân 10 mũ 8 thì em sẽ được một cái hằng số, đó là bước sóng công tơn lambda c. Bước sóng công tơn lambda c. Và bước sóng công tơn lambda c này có bước sóng là 2,462 đấy nhân 10 mũ trừ 12. Đúng không? Nhân 10 mũ trừ 12. Nhưng mà Văn có biết tại sao người ta lại viết như thế kia không? Là lambda cái dòng cuối cùng là công thức 2.6 ấy. Tại sao người ta viết như thế không? Đây ạ, à, chỗ con chuột đấy ạ. Ừ, đúng rồi. Thì cái chỗ này là người ta hạ bậc, còn chỗ này người ta tính rồi. Người ta tính nhưng hình đâu đó là bị thiếu sao? Chỗ này bị thiếu rồi. Bởi vì nếu mà tính thì nó phải ra nhỏ mà nhỉ? Ra nhỏ chứ làm sao lớn thế được? Em kiểm tra lại chỗ này nhé, tài liệu cẩn thận đọc chỗ nọ, chúng ta phải kiểm tra lại tí chứ không lại nó lại bị sai mất. Làm sao mà ra lớn thế kia được nhỉ? Delta lambda bước sóng của chúng ta là nhỏ rồi, mà delta lại lớn thế này là không được rồi. Sin bình sao lại nhỏ thế kia? Góc tán xạ thì cứ tính cho nó rất nhỏ đi, thì bước sóng của nó
cái hiệu ở cái tích đấy nó phải là khoảng là 10 mũ trừ mười mấy, đúng không? Nhưng mà sao người ta lại tính, hay là đề bài trên này kéo trên cùng, hay là đề bài nó thế nào, đề bài nó cho thế nào, hay là chỉ là cũng chứng minh thôi? À, đây là khảo sát, là lý thuyết thôi, đúng không? Đây chỉ là lý thuyết. Ừ, thế thì chả có lý do gì mà sao bên dưới là người ta lại để bỏ nhỏ như thế, bên dưới mà để bỏ nhỏ như này là không đúng. Cái tính h trên m0c ở đây. Ừ, các em thử bấm lại kiểm tra lại xem nào, h trên m0c xem có ra là 0.048 không? Sao lại to thế nhỉ? Delta đen chỗ này hơi ảo một tí, là bước sóng nhỏ mà delta lambda lại lớn thì là thế nào nhỉ? Em thử bấm lại xem nào, 6.625 × 34 trên 1.6 nhân 10 mũ trừ 19 nhân 3 nhân 10 mũ trừ 8. Đâu, m là 9.1 nhân 10 mũ trừ 31. Ừ. 31. 9.1. Đấy, biết ngay chỗ này là có vấn đề. 10 mũ trừ 12. Đấy, xong nhân 2 nữa. Vâng, thì nó bằng 4.85. 0.48 phải nhân với 10 mũ trừ 12. Ừ, thế nếu nó biết nếu vậy họ viết thế này thì phải làm 10 mũ trừ 10 đằng sau nữa, đúng không? Vâng. Đấy, thế thì nó mới đúng. Ảo bởi vì em nhìn vào, bạn nói em chỉ chụp cái lambda, cái delta lambda. Delta lambda thì nó sẽ phải nhỏ tương đương với cả lambda. Bởi vì 200 mà trừ đi, giả sử trừ đi 101 hả, thì nó loanh quanh nhau thôi. 200 mà trừ đi 101 thì nó khoảng 101, thế nghĩa là cái lượng nó phải loanh quanh nhau. Chứ một anh mà lại hàng 10 mũ trừ 12 và một anh có 10 trừ 2 này không đúng rồi. Nên kiểm tra lại công thức đây một tí nữa là được nhá. Rồi, cảm ơn Văn, cảm ơn Yến, cảm ơn Kem. Rồi, em tắt chia sẻ thầy nhá. Cảm ơn. Đấy. Vâng. Đôi khi chúng ta cần phải rõ ràng ra anh thế nhá. Đấy, được rồi, quay trở lại đây. Rồi, đấy, quay trở lại đây. Thì đây chính là cái công thức mà người ta chứng minh được cái delta lambda là delta lambda phẩy chia lambda trừ lambda sẽ bằng 2 lambda c nhân với cả sin bình của góc theta. Ở đây là thì để là theta, còn người ta có thể là phi alpha đều được nhé, phi alpha đều được. Đó. Và từ đây ấy, thì người ta sẽ chứng minh ra được cái bước sóng lambda là cái hệ số mà vừa rồi chúng ta bấm ấy, đúng không? Nó là 2.2 mấy đấy. Đấy. Vừa rồi chúng ta bấm nó sẽ là 2, bao nhiêu? 2.42 mấy đấy, nhân 10^-12 mét. Thì trong tất cả các thí nghiệm, dù là góc tán xạ bao nhiêu hay là bước sóng bức xạ bao nhiêu thì cái anh chàng này lại không thay đổi. Đấy. Và người ta đặt tên theo đúng cái nhà khoa học đấy là bước sóng công tơ. Vậy chúng ta có thể kết luận là khi photon va chạm với cái electron liên kết mạnh với hạt nhân thì ta coi đây là va chạm của photon với cái nguyên tử của hạt nhân tính theo công thức số 4. Và vẫn đúng, nhưng không thay đổi khối lượng của E bằng khối lượng nguyên tử được. Em nhớ là thay đổi ở đây là trong cái giả thuyết của chúng ta, giả thiết ấy, của chúng ta là chiếu trực tiếp vào electron, tức là trực tiếp vào nguyên tử, cái electron. Nhưng mà khi mà trong quá trình va chạm, chúng ta coi cái lớp bên ngoài đấy là chính là bản thân của nguyên tử ấy luôn. Nhưng mà tính toán khối lượng thì phải tính toán khối lượng theo electron, đúng chưa? Đấy. Và khối lượng của electron thì các em biết nó rất nhỏ, nó rất nhỏ. Nó chỉ bằng bao nhiêu ạ? Thậm chí nó bằng 1/ bao nhiêu triệu triệu của khối lượng hạt nhân. Khối lượng hạt nhân. Mà khối lượng nhỏ thì năng lượng nhỏ, động lượng cũng nhỏ. P bằng MV. Đúng không? Đó. Cho nên là ở đây có kết luận câu là hầu như không có sự thay đổi của bức sóng. Ái chà. Thế nghĩa là gì ạ? Thế là anh chàng này nó lao vào với cả bức sóng bao nhiêu thì nó lao ra với bức sóng bấy nhiêu. Đấy, em nhìn thấy chưa? Nó lao ra bức sóng bấy nhiêu. Là cũng có sự thay đổi nhưng hầu như không có, giống như là cái việc nó nhỏ quá, nó không tính tiền ấy. Đấy, kiểu thế. Thì nó vẫn lao ra với bước sóng như thế. Lưu ý cái điều này nhá, lưu ý cái điều này. Về bản chất thì nó cái lambda ở cái phía bên nó tán xạ ra này, đấy, nó phải nhỏ hơn lambda lúc đầu, nhưng do nó quá nhỏ chúng ta coi như không có sự thay đổi và chỉ có phát ra một cái bức xạ mới, đó là lambda phẩy. Thế thôi. Cái đang la phẩy là cái đáng kể, là cái đáng kể. Đó, thì đấy là nội dung của cái phần mà chúng ta cần nghiên cứu, tính toán rồi rất nhiều thứ, đúng không? Đấy, thế là chúng ta sẽ đã xong rồi. Đây là cái file gì này? À, đây là một cái tài liệu nào đấy của một em sinh viên nào đấy chứng minh này. Đấy,
các bạn ấy cũng chứng minh rất chi tiết. Đấy, khi mà thầy đã lưu lại, chắc là khóa trước hay là lúc nào đây này, thầy đã lưu lại, các bạn ấy chứng minh lên rồi này. Cũng tương tự như vậy, đúng không? Cũng tương tự như vậy, rất dài. Ở trên lớp ấy thì các em thường là phải làm như thế này này. Đấy, cứ phải chăm hay không bằng tay quen, cứ phải viết hết ra, đúng không? Cứ phải viết hết ra thì nó mới được. Chăm hay không bằng tay quen, viết sạch. Đấy, xong biến đổi. Giả sử như có một vài chỗ mà các em không hiểu ấy, thì viết ra nó vẫn dễ hiểu hơn, đúng không? Viết ra, em viết hết ra thì nó vẫn dễ hiểu hơn là không viết. Không viết, cứ đọc lướt giống như bạn Yến ấy, bạn ấy cũng có phần hiểu đấy nhưng mà hơi chủ quan. Bạn Văn thì thầy, thứ nhất là thầy bảo là phải phân tích chi tiết. Thì cũng phân tích chi tiết, tự dưng nó sẽ vỡ vạc ra. Chỗ nào chưa hiểu thì được hướng dẫn và định hướng. Đấy, thì trên chương trình đại học nhất là các em học cao học sau này. Và đại học chuyên ngành ấy, nhất là trong cái phần chuyên ngành thì những cái phần mà các em phải tự giác làm như thế này này là rất nhiều. Bởi vì chỉ có một câu thôi, dễ dàng ta có hay chứng minh ta được hay là từ đây từ kia ta được. Thì thường sẽ là một nhiều dòng biến đổi ra mới được. Chẳng qua là cái chỗ đấy là cái chỗ mà cũng không quan, tức là cái mà không phải là mấu chốt vấn đề. Nhưng mà chúng ta muốn hiểu tường tận nó để sau này sửa, ví dụ sửa code hay sửa gì đấy của cái môn công nghệ thông tin hoặc là điện tử viễn thông của các em, hay xử lý mạch vân vân đấy, thì chúng ta nên làm từng ý một. Đấy. Hiện tại bây giờ thì điện tử viễn thông và công nghệ thông tin của các em đã có cái phần mềm lập trình, thì chúng ta dễ dàng để kiểm tra rồi bằng cách là kiểm tra xem lỗi ở đâu chúng ta sửa ở đấy. Các em Văn, các em đang học cái lập trình gì? Bọn em mới học lập trình C cơ bản. Lập trình C cộng cộng à? C thôi ạ. C à? Thế có không có lập trình gì khác à? Hay là chưa học? Hiện tại là mới có thế ạ. Tức là 2-3 kỳ, đến kỳ này là kỳ thứ mấy rồi nhỉ? Kỳ thứ 3 nhỉ? Đúng nhỉ? Vâng, đúng ạ. Kỳ thứ 3, thế kỳ thứ 3, thế chắc học ít thôi. Thế sau này nó sẽ học nhiều loại lập trình khác nữa. Nhưng mà thầy nhớ không nhầm là trường ta không dạy các loại lập trình mô phỏng nhiều. Chỉ dạy những loại lập trình liên quan đến code nhiều, chứ không lập trình liên quan đến mô phỏng. Mô phỏng đương nhiên sẽ dùng code nhưng mà nó không ứng dụng chuyển giao hình ảnh nhiều. Chủ yếu là nó sẽ liên quan đến trích xuất dữ liệu thôi. Tức là dữ liệu dưới dạng số hoặc dạng bảng, chứ không có hình ảnh chuyển động nhiều. À, được rồi. Đấy, trong quá trình giải thích đấy là các em đã nắm được phần nào rồi nhé. Giờ chúng ta ngồi tự ôn tập lại cũng như là xem lại mấy cái bài đấy, chục bài hay mấy bài đấy, có mấy cái bài sau đấy là áp dụng cái này đấy nhá, mấy cái bài cuối ấy, là áp dụng cái này, 7, 8, 9 gì đấy là áp dụng cái này đấy, cho nên là các em tự động chủ động xem lại nhá, vừa xem và nghỉ ngơi vài phút trước khi chúng ta sang cái phần tiếp theo. Dạ, các em nghe rõ chưa? Em nghỉ ngơi vài phút nhá. Vâng. Rồi xin mời chúng ta nghỉ ngơi khoảng 5-10 phút đi nhá, khoảng hơn 10 phút gì đấy. Rồi xin mời.
Alo. Alo, các bạn nghe thấy không ạ? Có. À rồi, ok, cảm ơn. Vừa rồi thầy nói mãi chả thấy ai nghe gì cả. Các em có mặt ở đây rồi thì comment giúp thầy số 1 nhá. Có mặt ở đây rồi thì comment giúp thầy số 1. Vừa rồi thầy đọc phần chat thấy bạn Đình Toàn. Bạn Đình Toàn thì vừa rồi mạng nhà có vấn đề hay là vấn đề gì? Toàn có mặt đây chưa Toàn ơi? Toàn có mặt đây chưa? Rồi ạ. Nhớ ghi chép đầy đủ nhá. Rồi thầy đã nhận được nhiều số 1 đây rồi. Bây giờ thầy mở cái file Excel xem còn đồng chí nào vừa rồi đi chơi điều đó không. À, đấy không phải phát lúc mình nhỉ. Pha này như không phải phát lớp em sao nhỉ? Nhiều bạn đã rời khỏi đây, xem lý do số lần bạn ấy rời khỏi đây là cái gì. Thế này. Ngoài bạn Đình Toàn ra thì có bạn Bá Cường, Quang Bá, Trọng Hùng. Bây giờ thầy gọi hỏi qua một lượt những cái bạn này nhé, xem các bạn đã có mặt trong này chưa nhé. Các bạn nhìn thấy cái file Excel thầy chia sẻ chưa? Alo. Chưa thầy. Rồi. Đây bây giờ thầy chia sẻ lại. Chắc vừa rồi quên chưa chia sẻ. Đây. Nhìn thấy đây. Đấy, rất nhiều bạn thầy thấy là lúc vào lúc ra này. Vào lúc ra. Xem lý do đây là gì. Đây, có mấy bạn này. Bạn Trần Mạnh Cường có đây không? Em có. Lúc này là em ra vào lý do gì đấy? Do mạng em ra và em ra lát này em vào lại luôn. Ừ. Bạn Minh Thư đâu nhỉ? Minh Thư đâu nhỉ? Cảm ơn Minh Thư đâu? Em có. Minh Thư đâu nhỉ? Có em. Phạm Minh Thư là con trai à? Dạ vâng. À tên này dễ gây nhầm lẫn lắm nhỉ. 1:42 lúc ấy là sao là lý do là sao ra lúc ấy hình như thầy vẫn đang dạy sao? Không mang em bị lặng em ra vai giấy bị áo vai giấy. À, xong là vào được lại luôn rồi đúng không? Vâng. Đấy mấy cái bạn này cố gắng lưu ý nhá. Được rồi. Mạng nó cũng là một cả một vấn đề đấy. Rồi chúng ta tiếp tục sang bài tập đi nhỉ. Quay bài tập. Có 10 bài tập thì các em xử lý thế nào rồi? Tốt chứ? Ổn hết chứ? Chuẩn bị tinh thần xung phong nhá. Đấy. Để thầy xem rằng có cái hệ thống bài nó cụ thể nó ra sao nào. 10 bài thì chắc là nếu chữa nhanh thì hết đấy. Chữa bình tĩnh chữa đâu hiểu đấy. Bởi vì 2 buổi chúng ta 6 tiết học hết một chương này là cũng tuyệt vời rồi. Xong làm được bài tập luôn là cũng là tốt rồi. Đại học này. Đấy, em thấy học chỉnh chu cẩn thận lại thì nó không có gì khó cả. Nó không có gì khó.
lát nữa thì chữa vài bài xong là thầy có một cái vài câu hỏi nhỏ để test em một chút để xem tình hình thế nào. Vật lý đại cương 2 chương 3 rồi. Rồi chúng ta nhìn thấy bài của chương 3 chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi cảm ơn. Đấy thì đây là nội dung của mấy cái bài mà thầy gửi cho các em đúng không? Hy vọng là các em cũng đã tranh thủ thời gian đọc và đã làm qua một ít rồi. Đấy, chỉ có mấy cái bài bên dưới này đấy, như bài 9, bài 10 này là tương tự nhau này. Chúng ta chỉ cần làm một bài cho là được. Đúng không? Đấy, bắt đầu có những bài ví dụ lý thuyết là những cái từ khóa quan trọng này. Đấy, bức xạ nhiệt và lĩnh vực chóp đúng không? Những cái thứ quan trọng chúng ta nhớ. Bức xạ nhiệt thì nó sẽ dịch chuyển theo bức sóng ngắn vân vân. Thuyết tương đối, thuyết lượng tử Planck này, các định luật bức xạ nhiệt và bật đen tuyệt đối. Đó là định luật gì ạ? Stefan-Bolzmann và định luật Wien đấy. Đấy, và thuyết photon của Einstein giải thích các cái định luật quang điện. Đấy, và cái hiệu ứng công tơ nữa, công tơ thì có bài tập ở dưới này rồi nhá. Có bức sóng công tơ có bài tập ở dưới này rồi. Lý thuyết thì cũng có thể nhắc đến một chút. Ở đây nếu các em thêm vào cho thầy là thêm cái hiệu ứng công tơ vào nhá. Tơn vào. Ok, ở đây thì có mấy bài tập ạ, có tất cả là 10 bài, ngắn gọn, không dài lắm. Ngắn gọn, không dài lắm, chữa đại diện một vài bài xem nào nhé. Xin mời bài 1, các em sử dụng chức năng giơ tay nhé. Sử dụng chức năng giơ tay để mà có cái quyền được làm bài. Cứ giơ tay để thầy gọi nhé. Cứ giơ tay để xem có nhiều bạn tốt không. Được khoảng 8-9 bạn gì đấy giơ tay. Xin mời Nguyễn Quang Huy nào. Có em thầy ạ. Xin mời thầy Huy làm giúp thầy bài này. Có thầy có nghe đấy. Em làm giúp thầy bài này nào. Bắt đầu nào. Em phân tích đi. Câu A em được tăng lên 81 lần ạ. Còn câu B thì được bước sóng giảm dần từ 2,896 đến 0,965 micromet ạ. Micro chứ hả? Micromet. Micromet ạ. Dạ. Rồi. Đây thầy sẽ bây giờ thầy sẽ yêu cầu em trình bày chi tiết hơn một chút nhé. Đợi thầy chút rồi thầy cắt nó xuống dưới này đấy. Rồi bắt đầu. Ở đây đáp án của em là gì vừa rồi thầy ghi lại một cái nhỉ? Để chỗ này là 81 lần này. Dạ. Rồi. Còn cái bên dưới này là bao nhiêu lambda, nó thuộc trong khoảng từ bao nhiêu ạ? 2,896 đến 0,965. Đơn vị là micro à? Dạ. Rồi. Em đào giải thích giúp thầy bài này xem nào. Dạ, câu A thì áp dụng công thức năng suất phát xạ toàn phần trong hai trường hợp thì ta có RT1 bằng sigma nhân với T1 mũ 4. RT2 thì bằng sigma nhân T2 mũ 4. Xong rồi ta có tỷ lệ RT2 trên RT1 bằng T2 bình trên T2 mũ 4 trên T1 mũ 4 thì bằng 81 ạ. Tốt. Đấy, thực ra là chúng ta tính tỷ số thôi. Đúng không? Rồi, cảm ơn em. Tiếp tục đi ạ. Câu B đi ạ. Cứ đọc đi, tí nữa thầy sẽ chiếu sau. Câu B, ta có công thức bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại ứng với nhiệt độ 1000K thì ta có lambda max 1 bằng B trên T1 bằng ở đây B thì bằng 2,898 nhân 10^-3 trên cho 1000 thì bằng 2,896 mm. Công thức bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại ứng với nhiệt độ 3000 K thì ta có lambda max 2 bằng B trên T2 thì bằng 0,965 mm ạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Quang Huy đúng không? Quang Huy. Rồi, Quang Huy. Đáp án như thế là tốt trợ, các em comment vào phần chat xem có đã các em làm có giống thế không ạ? Giống thế thì comment là em ra giống thế nhé. Đấy, có vẻ là tốt đấy. Tức là trong bài này người ta sẽ kiểm tra các em cái năng suất phát xạ toàn phần và cái mối liên hệ giữa cái lambda max và cái B đúng không? Đấy. Chúng ta có được cả hai cái định luật đó là Stefan-Bolzmann và định luật Wien đều được áp dụng vào trong cả hai cái ý của bài số 1 này.
Các em comment giúp thầy xem có ra giống bạn không ạ? Mạng nhà em lag, em cũng ra như vậy. Ok, rồi cảm ơn em. Thế vậy là Quang Huy đã có một dấu cộng đầu tiên. Bây giờ mới là có một dấu cộng đầu tiên như Huy nhé. Đúng không Huy? Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chiếu cái nội dung bài này lên. Cái gì mà có đánh máy trong này thì sẽ chiếu lên luôn. Ok, giống đúng không? Nhiệt độ tăng từ 1.000K đến 3.000K. Ở đây cho độ K luôn. Nếu như người ta không cho độ K thì các em đổi ra nhé. Bước đầu tiên người ta hỏi các em là năng suất phát xạ toàn phần. Cái đầu tiên người ta gọi năng suất phát xạ toàn phần tính là R to tăng đến bao nhiêu lần thì chúng ta phải tìm tỷ số rồi. Cái B là người ta hỏi là bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại. Đó là cái sự mối liên hệ giữa cái lambda max và nhiệt độ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt một chút. Đó là gì ạ? Năng suất phát xạ toàn phần R theo cái công thức của định luật Stern-Boltzmann. Ta có R bằng sigma nhân tế mũ 4. Trong đó sigma là cái hằng số Stern-Boltzmann. Từ đấy chúng ta tương ứng với T1 thì được là R1. Tương ứng T2 thì được là R2. Và chia tỷ số. À chỗ này thì có khả năng là gõ nhầm rồi. Là RT2 đúng không? Chỗ này là RT2. Đấy, các em sửa lại chỗ này với thầy này. Chỗ này là RT2 trên RT1 thì mới bằng T2 mũ 4 chia cho T1 mũ 4. Vậy nó chỉ là bằng sự chênh lệch về nhiệt độ. Đúng không? 3 mũ 4 là bằng 81 lần. Vậy câu A là chúng ta thấy là năng suất phát xạ tăng lên 81 lần. Tức là nhiệt độ tăng thì năng suất phát xạ sẽ tăng lên. Ở đây năng lượng tăng đấy. Năng lượng tăng. Ở câu B. Cái bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của T1 thì là lambda max 1. T2 là lambda max 2. Đây chính là định luật Wien mà chúng ta nghiên cứu. Với lambda max 1, các em có thể bấm máy tạo ra được một cái. Lambda 2 bấm máy tạo ra được một cái với B chính là hằng số Wien. Đúng không? Và bước sóng nó sẽ nằm trong khoảng từ 0,96 đến 2,89 micromet. Chính xác rồi. Rồi các em ghi nội dung cái bài số 1 và các em có cái câu hỏi gì thì chúng ta đặt xuống ạ. Có câu hỏi gì không ạ? Không ạ. Rồi tốt rồi, bài này thì cũng chẳng có gì cả, chúng ta chỉ áp dụng cái công thức đơn giản thôi, đúng không? Đấy, công thức đơn giản thế là tốt rồi. Để hỏi là Trần Tuấn Đạt có hiểu không? Trần Tuấn Đạt có hiểu bài 1 này không? Dạ em có hiểu. Rồi cảm ơn. Rồi, chúng ta tiếp tục sang nội dung bài số 2. Nội dung bài số 2. Nội dung của bài số 2 đơn giản thôi đúng không? Khi chiếu một cái chùm sáng vào kim loại có một cái hiện tượng quang điện, nếu hiện thế hãm là 3V thì các cái quang electron bắn ra khỏi mặt kim loại bị giữ lại không? Xa nốt hay không? Không xa nốt được. Biết tần số dạng quang điện là tương đây, hãy tính thứ nhất công thoát của kim loại với hai tần số ánh sáng tới. Bài này dễ rồi đúng không? Bài này có vẻ là công thức phổ thông rồi. Các em comment đáp án giúp thầy là A là đáp án ra gì, B đáp án là ra là gì ạ? Nếu mà các em comment đáp án sai nhiều thì thầy sẽ mời một bạn giải thích nhé. Cái này thì có vẻ dễ rồi. Em comment đáp án đi. Sai nhiều thì thầy sẽ mời một bạn giải thích. Nếu không thì chắc là không vấn đề gì. Comment cả đáp án nhé. Ví dụ các em gạch A gạch ngang này là bao nhiêu đó, đúng không? B gạch ngang là bao nhiêu đó. Bạn Tuấn Đạt thì có ra là A là 3,97 10^-19 á. 3,97 10^-19. Cái công thoát nó nhỏ nhỏ thế thôi. Các em nhớ là đổi ra electron volt nhé. Từ công thoát mà đổi ra electron volt thì chia cho 1,6 nhân 10^-19 nhé. Đấy, bạn 1,32 10^-15. Cao Văn Văn thì cũng tương tự như vậy đúng không? 1,32 10^-15 đúng rồi. Câu A thì ra 0,48 electronvolt, A 0,48. 0,48 EV, Quang Linh là ra 0,48. Còn các bạn bên dưới thì có bạn ra 2,48.
hai bạn này khác nhau này. Từ đổi cái 3,975 ra xem nó có ra là ra số nào. 2,48. À thế Quang Linh xem lại hay là gõ nhầm? Quang Linh xem lại gõ nhầm. Đổi từ công thoát mà ra Ethereum Vol thì em chia cho bao nhiêu ạ? Chia cho 1,6 trên 10 mũ trừ 19. Quang Linh em xem có nhầm à, ấn nhầm đúng không? Ờ chắc là ấn nhầm thôi. Rồi thế tốt rồi. Đáp án thế là đúng rồi đấy, tốt nhá. Vậy là được rồi. Đấy, chúng ta có thể là đây là cái đáp án của chúng ta. Đấy, cái bài này thì đơn giản thôi, thầy chỉ ghi mỗi đáp án ra thôi nhé. Rồi tiếp tục nào. Thầy mời một bạn giúp thầy cái bài số 3 này xem nào. Nào các bạn sử dụng chức năng giơ tay đi ạ. Bài này. Nhớ là các bạn tương tác ấn comment nhiều vào thầy đọc luôn. Và tiện thể thầy nhớ tên luôn. Hiện tại chắc chưa thể nhớ mặt được rồi nhưng mà nhớ tên luôn. Em sử dụng chức năng giơ tay thì thầy gọi một số bạn để em cũng phải nhớ là thầy sẽ gọi một số bạn mà giả sử như là chưa phát biểu bao giờ để cho các bạn một cái cơ hội thêm nhá. Chúng ta cũng phải có một cái sự nhường nhịn nhau một chút. Không bạn bảo là em giơ tay trước, hôm trước là thầy nói là những bạn nào mà có hai bạn xin mời bạn Trung Hiếu nào, Trần Trung Hiếu nào. Em thầy bài 3 em ra hát sai số nó khá là nhiều ạ, bằng 6,64 nhân 10 mũ trừ 34. 6, bao nhiêu nhỉ? 6,64 ạ, 6,664 ạ. 6,64. 664 hay 64? 664 ạ. Nhân 10 mũ. 10 mũ trừ 34 ạ. Có thế cái này có gì khai sai số đâu? 6,664 thì 6,625 thì khác gì nhau, nhưng vấn đề là hằng số đó là một chuyện nhưng mà trong phòng thí nghiệm chúng ta đo nó còn nhiều yếu tố chứ. Em chắc là chưa học bài xử lý sai số rồi. Phải có sai số mới có xử lý sai số. Chắc kiểu gì chả sai. Sai nghìn lần nó mới đúng được chứ. Rồi bắt đầu em giải thích đi ạ. Không sao đâu, ra cái này không sao đâu, xin mời ạ. Chỗ em đang mưa phải ạ, hơi ổn ạ. Được, được, thầy nghe được, các bạn chắc nghe được, không sao đâu. Các em phục thầy, hết. Em thuyết phương trình từ phương trình từ thuyết phổ thông của Einstein thì có được phương trình hf bằng hf không cộng với cả vkd max thì lại bằng eu hãng. Vậy thì từ em suy ra h được bằng eu hãng chia cho f trừ f không ạ, và eu hãng em thay eu hãng 1 và f 1 eu hãng 2 và f 2 vào cái phương trình ấy thì em suy ra được cho hai cái eu hãng 1 chia cho f 1 trừ f 0 thì bằng eu hãng 2 trừ chia cho f 2 trừ f 0 thì từ đấy thì rút ra được f 0 ạ. Rút ra được f 0 rồi thì em thay f 0 vào công thức h bằng eu hãng chia cho f trừ f 0 và từ đấy tìm ra h ạ. Rồi em làm như thế là thứ nhất là áp dụng cái phương trình kỷ luật quang điện của Einstein là đúng rồi, nhưng mà vấn đề là nó hơi phức tạp, không cần thiết phải tìm f 0. Em tìm f 0 thì cũng không sao. Bây giờ thì đây có một cái lộ trình đây, nhưng mà cái đáp án mà em giải thích thế là về cơ bản em cũng hiểu cái phương pháp làm. Để xem là cái chỗ này lời giải nó như nào nhé. Ở đây hf thì sẽ bằng a cộng với wd, wd thường em eu thì em cũng giải thích. Vậy hf 1 tương đương với cả u 1, f 2 tương đương u 2, tốt rồi. Và từ đây thì trừ vế cho vế thì có phải rút ra nhanh hay không? Đúng không Hiếu? Trừ cho vế rút ra nhanh, đỡ phải tính f không? Hiếu nhìn được không ạ? Có. Ừ, trừ thôi nhá, sử dụng phương pháp trừ cho nhanh nhá. Trừ vế cho vế thì ở bên trên nó chỉ có là gì ạ? F2 lấy dưới trừ trên, F2 trừ F1 nhân H. Còn bên phải thì là EU2 trừ U1. Vậy em chỉ cần nhấc máy tính bấm mà thôi. Đấy, các bạn bấm lại giúp thầy xem là đáp án nó có phải ra như này không để chúng ta điều chỉnh lại cái đáp án một chút nhá. Nếu như đáp án nó có vấn đề gì đấy chúng ta điều chỉnh lại nhá. Em bấm lại xong rồi comment phần chat giúp nào. Về ý tưởng và cái cách tính như thế là tốt rồi. Rồi thầy mời thưởng cho Trung Hiếu một cái dấu cộng nhá. Trung Hiếu đâu nhỉ? Trung Hiếu một dấu cộng. Đây cũng là dấu cộng đầu tiên đấy, Trung Hiếu nhỉ? Đúng không? Trung Hiếu. Hiếu lại đi đâu rồi?
Mời chúng ta tính toán, comment giúp thầy xem là cái đáp án nó giống như đáp án mà thầy tính chưa, hay là ra đáp án khác, chúng ta thống nhất lại về về cái mặt số liệu một chút nhé. Đấy, xong là comment vào phần chat của thầy. Chúng ta còn nghe rõ không nhỉ? Chiến kiểm tra của thầy xem còn nghe rõ không nhỉ? Chiến nhỉ? Còn thầy. À rồi, cảm ơn. Rồi. Chúng ta ấn đi xong là kiểm tra của thầy xem đúng chưa? Đôi khi bấm máy chúng ta cần phải làm đi làm lại nhiều lần, tức là nhiều người thử mới được. Nhiều khi ấn nó cũng bị lỗi. Với số liệu như thế kia thì ấn nó còn không? Ra bao nhiêu? Còn bạn Hiếu, bạn ấy bảo là ra số liệu nó khác so với thực tế một tí, thì thực ra là khác là việc bình thường. Nó khác nhiều chứ còn khác mà ít thế thì là bình thường mà. Số liệu của chúng ta có thể thay đổi mà. Nó bên thầy lại không đọc được phần chat nhỉ? Lý do là gì này? Chúng ta có chat không đấy nhỉ? Nếu mà chúng ta chat mà thầy không đọc được là thầy lại đang có vấn đề rồi, ở điện thoại máy tính này rồi. Nếu như mà chúng ta không chat thì không đọc được thì là đương nhiên. Không thấy đọc được cái comment nào. Ấn lại, vừa rồi thầy cũng dùng máy tính thì ấn lại đi. Xem nó có vấn đề gì không. Cái là 1,6 trừ 19 nhân với cả mở ngoặc đi. 24,6 10 mũ 15 không? 16,5 trừ đi 6,5 chia cho 24,6 10 mũ 15 trừ đi 2,2 10 mũ 15. Ơ, ra đáp án khác à? Các bạn ấn thử lại giúp thầy xem ra đáp án gì nào. Lại đi đâu rồi? Nếu lại đi đâu mà không nói chuyện thế này thì lại yêu cầu bật hết cam để kiểm tra lần nữa, đột xuất thôi. Em bấm nó cũng ra khác. Ừ thì về khác thì chúng ta phải chỉnh ngay. Thầy đợi mãi không thấy bạn nào comment hay là điện thoại thầy lại có vấn đề gì. Đấy đúng rồi, đây là có mấy bạn bạn Quân 7,1 10 trừ 35. Đúng rồi, 7,142 10 trừ 5, thầy vừa ấn lại thấy thế thật. Và sao Đạt lại ấn ra là thế kia nhỉ? Chỗ này đang có cái sự ảo diệu gì đấy rồi. Xem lại. Vấn đề gì rồi? Có vấn đề gì rồi? Thầy trần quá. Nào. Em có vấn đề gì chỗ này rồi, hay là cái tần số, hay có gì chỗ này có vẻ hơi ảo đây. À, cái hiệu thế hãm như này là ok rồi. Nhưng mà cái tần số đây gấp nhau hàng 10 lần thế này là có vẻ có vấn đề đấy. 10 lần thế này có vấn đề đấy. Đấy đúng không? Đấy nó bị đấy, thầy ấn ra là 7,1. Nó đáp án đây lại 6,67. À thầy biết rồi, lý do chỗ này. Tuy nhiên trong slide ấy, trong slide cái chỗ này này, thầy có fix lại nhưng mà lâu quá rồi không để ý. Chắc fix lại từ năm ngoái nhưng không để ý. Cái chỗ này là không có số 2. Đấy, trong cái file bài tập hình như là thầy gửi cho các em là không có số 2. Là cái file đấy là file mới. Đúng rồi thầy, không có số 2. Đúng không? Đúng không? Thế thì vậy là đã bị thừa số 2 vào rồi. Đấy, các em ấn lại giúp thầy xem nếu như không có số 2 thì nó ra bao nhiêu ạ? Nó có ra đúng cái con số mà thầy ghi ở đây không ạ? Đúng thế, ra 6,6 nhân 1,4. À, ừ, thế là đúng rồi. Thế thì để thầy sửa luôn cái file này. Sửa luôn cái này đi. Vậy sau này, chắc là trong quá trình gõ lại nhầm nhọt ở đâu đấy, chẳng hạn thế. Nó thêm vào chút. Ở rồi, bài 3 thế là tốt rồi nhé. Bài 3 thế là ổn rồi. Trung Hiếu là con số cộng đầu tiên rồi. À, tiếp theo này, ra sang cái bài số 4. Bài số 4 này có gì khác không? Chắc là chả có gì khác, nhưng mà thôi, chắc là tương tự thôi. Để thầy mời một bạn giải thích giúp thầy cái bài này xem nào. Chúng ta nhìn thấy bài cái phần mà thầy phóng to bài số 4 chưa? Nào xin mời bạn nào chưa làm rồi. Bài số 4. À, chưa? Chưa thầy, vẫn là bài số 3. Được rồi. Thầy xem lại. Rồi, bạn nào làm bài được bài số 4 thì cứ giơ tay đi nhé, chủ động giơ tay. Rồi đấy. Rồi. Mời chúng ta giơ tay đi ạ. Đây thầy gọi đấy. Mấy cái bài đơn giản này chúng ta tranh thủ giải quyết nó nhanh gọn vào. Các bài khác thì chúng ta suy nghĩ tiếp để làm tiếp thôi. Có lẽ là ta sẽ chữa bài này hoặc bài nữa, nhiều nhất bài nữa thôi. Buổi sau chúng ta làm việc tiếp, đúng không? Có mỗi bạn Quang Linh, xin mời Quang Linh giơ tay, xin mời. Thầy em dùng tiếp công thức của bài 3. Ừ, em cứ giải thích đi, vấn đề em cứ giải thích đi. Thì bài 3
mận từ công thức HF bằng A cộng E nhân U. Thì em đưa được về H bằng... em đưa được E về dạng HC nhân với 1, trừ 1 trên lambda 2 trừ 1 trên lambda 1 tất cả trên U2 trừ U1. Để xong em thay dữ liệu đề bài cho. Em lan là cái điện tích này bằng bao nhiêu, E bằng bao nhiêu? Em ra lại ra số âm. Thì âm cũng được, có quan trọng gì đâu, em cứ đọc thôi. Trừ 1,2 nhân 10 mũ trừ 16, à 19 ạ. Cô đồng đúng không? Vâng. Rồi kệ nó, chả nhường gì cả, để xem là có là âm hay dương không nhé. Bây giờ thầy sẽ chữa qua. Có bạn nào có ý kiến gì không ạ? Vâng. Quang Linh cứ để tay đấy thôi, cứ để tay đấy để cho thầy nhớ lại, không lát nữa thầy lại quên mất. Có bạn nào có ý kiến thắc mắc hay là phản đối cái bài kết quả của bạn không? Cứ mạnh dạn lên, nhanh nhẹn lên. Ồ, các buổi trước thầy thấy các em xung phong ghê lắm cơ mà, không biết chọn bạn nào. Còn thậm chí là có cái tình trạng còn tranh nhau dơ lên bảng. Lên bảng online nó dễ dàng hơn là lên bảng trực tiếp, đúng không? Ồ, hay là cái phần này vừa mới học chưa kịp nhớ lại. Các phần trước có vẻ có thời gian chuẩn bị nhiều hơn, đúng không? Phần này thì áp dụng công thức cũ mà, đúng không? Thử chữa xem là như nào nhé. Cũng vẫn là HC trên lambda thì bằng A cộng WD, tức là bằng A cộng EU hay lambda 1 và U1 hay lambda 2 U2. Sau đó là thầy cũng làm cái động tác trừ để thay E vào. Và kết quả sẽ ra là lan 1,2 nhân 10 mũ trừ 19. Nhưng ở đây thì sao em lại ra bị âm nhỉ? Linh ơi, em giải thích lại xem nào tại sao lại ra âm nhỉ? Để em xem lại công thức của em. Ở đây có nghĩa là chỗ này là lấy trên trừ dưới đấy. Đúng nhỉ? Có phải lấy trên trừ dưới không? Hay dưới trừ trên? Ở đây là dưới trừ trên. Thế vậy delta U này chính là dưới trừ trên, cho em chia. Ví dụ ở đây nhé. Đặt HC ra ngoài này. Sẽ là 1 trên lambda 1 trừ đi 1 trên lambda 2. Sẽ bằng E delta U, tức là U2, U1 trừ U2 đi. 1 trừ đi U2, viết theo đúng cái lịch trình này đi. Đó. Thì cái anh này nó âm rồi này. Anh này âm rồi. Anh này âm. 1 trên lambda 1. Lambda 1 là cái này. Đấy. Lambda 2 thì sẽ phải bằng lambda 1 cộng với cả anh này. Cộng với anh này nữa. Nhớ là tăng thêm nhé. Tăng thêm ở đây là thêm chứ không phải thêm. Tăng thêm tương đây nghĩa là phải là 4.000 đúng không? Phải là 4.000 angstrom. Chỗ này angstrom thực ra là phải viết trên đầu nó, nhưng mà trong quá trình đánh máy thôi, thì viết bên cạnh cho nó nhanh. Đó. Thì chúng ta sẽ được là cái anh này sẽ là nhỏ lớn. Thế vậy cái này dương à? Vâng, nên em mới ra âm. Thì kệ nó ảnh hưởng gì đâu. Electron thì phải mang định tích âm, không sao vâng. Cả. Được, đáp án thì là đúng rồi. Electron thì mang định tích âm, ở đây là thể viết dạng độ lớn thôi. Thế là tốt, âm là chính xác. Bởi vì phân tích dấu cái là chúng ta ra ngay. Vâng ạ. Quang Linh rồi, cảm ơn Quang Linh. Quang Linh đã đủ 3 dấu cộng chưa, Quang Linh? Dạ, hôm nay đủ rồi. Đâu rồi, thầy xem lại xem đúng chưa. Đúng rồi, Quang Linh. À, có rồi thật. Đấy, đâu lần này là đủ rồi đúng không? 3 dấu cộng. Rồi, Quang Linh đã có đủ 3 dấu cộng. Nhưng mà hôm nay có vẻ các em đã không xung phong nhiều lắm nhỉ? Xung phong nhiều lắm. Chắc là do vừa học lý thuyết xong cho nên nó hơi e ngại. Thôi như vậy thì chúng ta có thể là tạm dừng ở đây được rồi. Vì buổi sau thì chúng ta sẽ chữa tiếp các bài sau và ôn tập hoặc là dạy sang cái chương mới. Dạy sang chương mới nhưng sau này kiểm tra giữa kỳ thì chỉ loanh quanh chương 1, 2, 3 thôi nhé. Đấy, rồi. Mời chúng ta quay trở lại đi. Bật hết camera lên nào. Thầy có cái tác phong là trước giờ điểm danh, sau giờ điểm danh, đột xuất cái. Thế là những bạn nào chăm học cái là biết ngay, đúng không? Bạn nào chăm học cái là được xuất hiện ở khắp mọi chỗ rồi. Để cả trong danh sách cũng có luôn, đúng không? Đấy, hôm sau chúng ta cố gắng là rèn luyện bài nó kỹ hơn nhé. Rèn luyện bài kỹ hơn để tập trung xung phong làm sao để giải quyết bài. Vừa thu được kiến thức và vừa chủ động trong cái việc chúng ta giải toán lý. Vậy nội dung hôm nay thì có bạn nào có thắc mắc hay là khó hiểu ở cái chỗ nào không? Nào xin mời bật hết camera lên đi. Thì hình như chưa nhìn rõ hết đâu. Một số bạn chưa nhìn rõ này, hình như còn đang chơi ở đâu này, mặc quần áo lại lịch sự vào một tí nhá. Quần áo lịch sự vào một tí.
Chỗ bạn Đình Đức cái kìa đang làm cái gì đấy? Tập trung vào học chứ. Để chế độ xóa phông ngược hay sao ấy. Ở đây thì có một số bạn lác đác là không dùng cái phông kia cũng không sao cả. Nhưng khi nào mà kiểm tra hay là vào một cái buổi nào đấy thì chúng ta cố gắng đồng bộ 100% nhá. Thầy hỏi là Tiến Đạt nội dung bài hôm nay có hiểu không? Lý thuyết cố gắng là biến đổi kỹ hơn một chút. Và bài tập thì mấy bài đơn giản chúng ta đang khảo sát thôi. À, buổi hôm sau chúng ta chữa nốt, đề nghị chúng ta chủ động về nhà làm trước nhé. Có thể search hoặc là tham khảo tài liệu trên mạng hay là tài liệu ở bất cứ một cái trường nào khác. Có thể là chỉ thay đổi số liệu thôi. Đấy, Đức Vinh, Triệu Đức Vinh, bài hôm nay hiểu hết chứ? Dạ có ạ. Rồi, tốt rồi. Rồi, Thanh Tâm, không có hiểu bài không? Em vẫn phải về xem lại slide lần nữa ạ. Ừ thôi được rồi, cố gắng xem lại nhiều lần thì càng tốt. Rồi chúng ta hôm nay đến đây là nghỉ nhá. Chúng ta nghỉ ngơi để học cho cái tiết sau. Đó, xin chào các em. Em chào thầy ạ. Rồi, xin chào. Em chào thầy ạ. Rồi chào các em. Rồi xin mời chúng ta thoát khỏi cái cuộc họp này nhé để thầy ghi lại cái cuộc họp này cũng như chúng ta nghỉ ngơi một chút.